Chương thứ 2. Những diễn tiến trong chức vụ. A. Trường Kinh Thánh và chức vụ đầu tiên tại Hội An. Vào năm 1920, Hội Truyền giáo bắt đầu mở lớp dạy Kinh Thánh tại Đà Nẵng. Anh tôi, Mục sư Lê Văn Long, tình nguyện theo lớp học Kinh Thánh đầu tiên ấy. Lớp gồm có 8 học viên, phần đông đã có tuổi và gia đình. Phòng học nằm một nơi trước kia dùng làm chỗ để xe ngựa. Lúc ấy, tôi đang giúp ông Tân tôi xây cất công sở vô tuyến của thành phố Đà Nẵng. Công trường này nằm trên con đường đi ra bãi biển gần với nhà giảng và cơ sở truyền giáo là nơi anh tôi đang theo học Kinh Thánh. Nên lúc đi làm, thỉnh thoảng tôi có ghé lại thăm anh tôi, đôi khi ngồi nán lại, nghe giáo sĩ giảng cả tiếng đồng hồ. Tôi rất ham thích học hỏi lời Chúa, nhưng vì công việc quá bể bộn, tôi phải thường xuyên có mặt tại công trường. Ông Tân tôi mới thầu, nên ít có thời gian rảnh. Công việc đang tiến hành tốt đẹp thì mùa đông năm ấy, một trận bão biển rất dữ dội thình lình xảy đến tàn phá gần hết thành phố Đà Nẵng. Gió thổi mạnh và nước dâng cao với một tốc độ khủng khiếp. Sau một đêm kinh hoàng, bộ mặt của thành phố trở nên hết sức thê lương. Nhiều cây cổ thụ chốc cốc nằm ngổn ngang đầy đường, phần nhiều nhà tranh đều sụp đổ hoặc bị cuốn trôi theo dòng nước. Nhà ngói hoặc nhà lầu cũng bị hư hại nhiều. Nhiều xác chết nằm ngổn ngang khắp các bờ sông, bãi biển. Người may mắn sống sót ngồi ủ rũ bên lề đường hoặc dưới gốc cây. Cũng có nhiều người còn mắc kẹt trên ngọn cây chưa xuống được. Tang tóc bao trùm thành phố. Chúng tôi cố gắng đi thăm công trường đang xây cất dở. Trong số 4 nhà đang xây thì 2 nhà bị sụp đổ. 1.000 thùng xi măng chứa trong kho bị nước tràn vào làm hư cả. Lúc bây giờ, xi măng được đóng gói trong thùng bằng gỗ. Trong khuôn viên xây cất, có 2 xác chết của đồng bào chài lưới trôi vào chưa được thân nhân mang đi. Sau những bức tường chưa đổ, những người còn may mắn sống sót run rẩy ngồi núp gió. Trong khi chúng tôi lặng yên đứng nhìn quang cảnh đổ nát do thiên tai gây nên, thì một chiếc xe kéo từ xa chạy đến. Trên xe có một thùng cháo, người kéo xe đi chậm rãi và một người khác luôn múc từng bát cháo đưa cho những nạn nhân đang ngồi bên lề đường, dưới gốc cây hoặc sau những bức tường chưa đổ để họ dùng tạ cho ấm lòng. Tôi nhìn kỹ người kéo xe và người múc cháo, thì ra chính họ là những người thường đi với các giáo sĩ. Đôi khi họ tự động phân phát sách báo tin lành cho đồng bào. Những nạn nhân nhận lãnh từng bát cháo nóng cách vồn vã. Sau cơn bão tàn phá ruộng vườn nhà cửa, họ không còn gì. Bát cháo nóng trở nên quý giá. Họ cảm ơn rối rít và ăn rất ngon lành. Đứng trước cảnh bơ vơ khốn cùng của đồng bào, tôi bỗng nhiên xúc động. Một cơn bão thiêng liêng bắt đầu nổi dậy trong lòng tôi. Tôi nghĩ đến vô số đồng bào chưa biết lẽ thật, đang bơ vơ trên đường đời, linh hồn đói khát chân lý, suốt đời mang tâm trạng bớt lạnh, cô độc vì thiếu tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Họ phải nê nếp trên đường đời như người mù Ba-ti-mê ngày xưa. Cơn bão thuộc linh thổi càng lúc càng mạnh, làm lay chuyển ý định muốn trở lên một người thầu khoán danh tiếng của tôi. Tôi muốn vứt bỏ tất cả mọi ràng buộc vị kỳ để dấn thân vào con đường hầu việc Chúa, vì tôi nghĩ rằng danh vọng đời này chỉ là ảo ảnh mà thôi. A. Trường Kinh Thánh và chức vụ đầu tiên tại Hội An. Tuy nhiên, mãi đến cuối năm 1922, tôi mới thu xếp xong công việc để vào trường Kinh Thánh. Lớp học của tôi chỉ có 11 người, 6 người từ miền Nam ra và 5 người từ miền Trung đến. Lúc bây giờ thì Hội Thánh Đà Nẵng đã cất xong một cái phòng ở sau nhà thờ để làm phòng học. Còn chỗ ở của học sinh thì tạm thời thuê các phòng nơi nhà những tín đồ ở gần nhà thờ. Các giáo sĩ là giáo sư, họ dùng tiếng Anh vừa đọc vừa dịch. Chúng tôi thì vừa nghe vừa viết. Có người nghe giọng giáo sĩ không rõ, chép không được, có người chép không kịp, phát khóc trong lớp. Để giúp đỡ nhau, tôi nào chúng tôi cũng nhóm lại. Người nào chép đầy đủ thì đọc cho anh em khác chép lại để bài học khỏi thiếu sót. Riêng tôi cảm thấy rất được phước đối với bài học về đời sống và chức vụ của tiên tri Jeremy. Tháng 6 năm 1924, sau khi mãn khóa học, tôi được bổ nhiệm chức vụ truyền giáo đầu tiên tại Hội Thánh Hội An. Hội An là tỉnh lỵ của Quảng Nam lúc bấy giờ. Trước khi nhậm chức, tôi làm lễ thành hôn với một nữ sinh trường Kinh Thánh là cô
công tôn nữ Tú Oanh vào ngày 30 tháng 5 năm 1924 tại nhà thờ Đà Nẵng. Cảm ơn Chúa đã chọn cho tôi người vợ quý, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong chức vụ, yên lặng một cách vững vàng trên đường tin kính và tận tụy phục vụ Chúa. Toàn tỉnh Quảng Nam lúc bấy giờ chỉ có một nơi giảng là Hội An, nhà giảng tọa lạc giữa thành phố. Nếu từ chùa Cầu đi vào thì nó nằm phía tay trái, chỉ cách đó mấy căn. Cơ sở rất rộng rãi và tiền thuê thì rất rẻ. Vì có tin đồn là trong ngôi nhà ấy trước có một người tự tử nên không ai dám ở. Tín đồ trong hội thánh phần đông là những người cao tuổi, đức tin rất vững và xuất sắc hầu việc Chúa. Trái lại, chúng tôi thì còn trẻ, thiếu từng trải nên rất e ngại nếu không bảo là sợ sệt. Nhưng tạ ơn Chúa, chúng tôi và hội thánh cùng gặp nhau trong tình yêu thương và sự chân thật của Ngài. Bởi ơn Chúa giúp đỡ, chúng tôi và các con cái Chúa hằng được đầy đủ mọi sự cần dùng, y theo sự giàu có của Ngài. Trước khi bắt tay vào việc, chúng tôi cùng ban trị sự hội thánh dành 2 tuần lễ để nhóm cầu nguyện xin Chúa bày tỏ ý chí của Ngài đối với công việc tại đây. Tiếp theo đó, chúng tôi cùng nhau thảo chương trình hoạt động mỗi tuần lễ như sau. Chủ nhật, sáng dạy bài học trường Chủ nhật, trưa giảng cho hội chúng và chiều đi thăm viếng, giảng dạy tại những vùng có tín đồ hoặc những nơi có chỗ nhóm trong nhà các tín đồ như Phong Thử, Hạ Nông, Nông Sơn, Lạc Thành, Ngọc Trâm, An Tế, Trường An, Đại An, Hà Tân, Hà Dục, Hà Nha, An Điểm, Non Tiên, có khi là đi Bà Rén, Duy Xuyên và Tam Kỳ. Tôi đến sẽ giảng một chỗ trong các nơi đó. Thứ hai, tiếp tục đi thăm viếng tín đồ và chứng đạo những nơi mới hoặc chỗ có người mời đi. Ngày thứ ba, về Đà Nẵng coi sóc việc xây cất trường Kinh Thánh. Dãy nhà mới xây cất này được gọi là nhà Tịnh Tâm và Thanh Tu. Ngày thứ tư, từ trường Đà Nẵng trở về Hội An để lo cho buổi nhóm cầu nguyện tối thứ tư. Tất cả những cuộc di chuyển như vậy, phần nhiều dùng xe đạp, thỉnh thoảng mới dùng thuyền ở những địa điểm không thuận tiện cho việc đi bộ. Ngày thứ năm, tổ chức chương trình giảng dạy nhi đồng, vì ngày thứ năm học sinh ở các trường công và tư đều được nghỉ. Ngày thứ sáu, đi chứng đạo trong thành phố. Chúng tôi chia thành phố ra làm nhiều khu vực và hỏi thăm cho biết tên và địa chỉ từng người một. Mục đích của chúng tôi là gửi sách báo đến biếu cho họ trước, rồi sau đó mới đến thăm để cắt nghĩa tin lành. Đồng thời mời họ đến nhóm tại nhà thờ và khuyên họ tin nhận Chúa. Ngày thứ bảy, cầu nguyện đặc biệt và soạn bài giảng cho chương trình ngày Chủ nhật. Trải qua 15 tháng phục vụ tại Hội Thánh Hội An, tuần lễ nào chúng tôi cũng hoạt động đều đặn như vậy. Bởi sự giúp đỡ và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, Hội Thánh đã gặt hái được những thành quả hết sức tốt đẹp. Chúa đã giấu chúng tôi trong ơn và quyền của Ngài. Trong khi thi hành chức vụ, chúng tôi luôn luôn nương theo lời nhắn nhủ của Phao-lô đối với Timôthê: hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải bền đỗ trong mọi sự đó. Vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Timôthê thứ nhất, chương 4, câu 13 đến câu 16. Một nhỏ, sự tin nhận Chúa của một nhà giáo và chàng thanh niên da trắng. Trong những ngày hầu việc Chúa tại Hội An, có những việc xảy ra rất lạ lùng đến nỗi chúng tôi phải sững sờ ngợi khen Chúa vì biết đó chính là quyền năng của Ngài. Một trưa chủ nhật nọ, từ Hội An lên huyện Đại Lộc thay vì dùng xe đạp, tôi lại dùng thuyền vì nghĩ rằng có hai chỗ trong vùng Phong Tử và Ái Nghĩa dùng thuyền ghé thăm thuận tiện hơn. Khi thuyền vừa đi khỏi Ái Nghĩa, tôi thấy phía sau có chiếc đò nhỏ chèo theo, có tiếng cười hỏi: có phải thuyền ông truyền đạo đó không? Tôi trả lời phải. Đoạn bảo người chèo thuyền chậm lại một chút để chở chiếc thuyền nhỏ ấy đến. Trên thuyền đó có một người đàn ông. Ông ta vừa đứng lên vừa nói: tôi muốn gặp ông. Tôi mời ông ta qua thuyền. Trong khi chúng tôi đàm đạo với nhau thì thuyền vẫn tiếp tục chèo trên dòng nước ngược. Qua vài câu đối đáp, tôi được biết ông là một giáo viên tư thục đang dạy học tại nhà một ông phú hộ ở làng Đại An. Nhờ hỏi thăm tín đồ, tôi biết được Chủ nhật đó tôi nên hiện bằng thuyền, nên thuê đò ra sông đón tôi để hỏi cho biết tường tận những điều ông đang thắc mắc. Ông yêu cầu tôi giải thích về căn nguyên của tin lành, phương pháp cứu chuộc và cách thức thờ phượng Đức Chúa Trời. Tùy theo những câu hỏi ấy, tôi lần lượt giải bày cho ông biết căn nguyên của tin lành,
là bởi Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, phương pháp cứu chuộc là sự chết đền tội của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá. Cách thức thờ phượng là phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng, vì Đức Chúa Trời là thần, hình ảnh Ngài không thể được biểu thị bằng bất cứ một hình thức ngẫu tượng nào. Cách thờ phượng duy nhất mà Ngài chấp nhận ấy là phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thôi. Trước khi thuyền đến bến, ông giáo này bằng lòng quỳ gối tin nhận Giêsu Christ làm cứu Chúa. Hallelujah. Liền sau đó, ông mời tôi đến làm chứng cho gia đình ông chủ điền là sáng lập viên ngôi trường mà ông đang dạy đó. Tôi đến nhà ông chủ điền này thì trời vừa tối. Chúng tôi bắt đầu làm chứng về tin lành cho gia đình ông. Nhưng người ở đó kéo nhau đến xem và nghe có trên 20 người. Kết quả của 7 người tin nhận Chúa mà đứng đầu trong số đó là ông phú hộ giàu có, nổi tiếng trên đây. Riêng về phần ông giáo, sau khi tin nhận Chúa ít lâu thì xin đi học kinh thánh và trở nên chứng nhân đắc lực cho nhà Chúa. Ông hoạt động rất hăng say, dẫn dắt nhiều người về với Ngài. Còn 7 người tin Chúa tại nhà ông điền chủ thì vẫn đứng vững. Họ rất sốt sắng, lo công việc Chúa, có thể bảo đó là những cột trụ của hội thánh. Họ đã tình nguyện gia nhập ban trị sự và khởi công xây cất nhà thờ đầu tiên tại Đại An. Sáng hôm sau qua làng Hà Tân, tôi giảng tại nhà ông Phan Nhất Thuyên, cựu chánh tổng nổi danh thời đó. Số người đến nghe rất đông. Trong khi giảng, tôi thấy ngoài sân có một người thanh niên ngồi trên lưng ngựa, vừa cho ngựa dạo bước, vừa nghe giảng. Nhưng một lúc sau thì người ấy cho ngựa dừng lại, để bên hiên cửa và theo dõi rất chăm chú. Khi giảng xong, tôi bước ra tiếp, mới hay anh ta là người da trắng. Tôi mời anh ta vào nhà. Anh thảo luận rất gay go về những vấn đề như tin kính, linh hồn bất diệt và tương lai của nhân loại. Rồi đó, mặc dù trời đã tối, anh vẫn nằng nằng nhất quyết mời tôi về nhà anh ở An Điền để làm chứng tin lành cho những người trong vùng đó. Nhận thấy không thể từ chối, nên sau khi cầu nguyện cho 14 người mới tin Chúa tại nhà ông Phan Nhất Thuyên, tôi liền đến An Điền để thăm cơ sở đồn điền của anh thanh niên này, đồng thời để làm chứng tin lành. Kết quả có 2 người tin nhận Chúa, mà người thứ nhất là anh thanh niên chủ đồn điền ngồi trên lưng ngựa nghe giảng hồi sáng, và một người khác trong vòng bà con bên vợ của anh. Về sau, cả hai đều cảm động xin đi học trường kinh thánh và trở nên 2 vị mục sư đầy ơn đã từng dự phần và nhiều công việc nâng cao của hội thánh và trung tín trọn đời trong chức vụ. Những giai thoại bên dòng sông Ánh Nghĩa. Ngoài câu chuyện ông giáo Tấn tìm gặp Chúa cách lạ lùng, dòng sông Ánh Nghĩa còn mang tính chất đặc thù của nhiều giai thoại cho đến ngày nay, vẫn còn được lưu truyền trong vòng tín đồ tại Quảng Nam. Số là ông Biện Toản, một tín đồ trung tín trong vùng đó, có 2 đứa con đi tắm sông bị chết trôi. Ông Biện Toản nóng lòng cứu con nên cũng chết luôn. Cái chết của 3 cha con ông Biện Toản trên dòng sông Ái Nghĩa là dịp tiện để cho những người không ưa tin lành cũng như không ưa gia đình ông bịa chuyện, làm thơ về, cố ý làm hại lòng tin kính của người còn lại trong gia đình ông Toản và những tín đồ trong vùng đó. Có người lại độc ác, mượn lời vợ ông Biện Toản để làm bài thơ xuyên tạc như sau: theo đạo chồng, tôi rất màu, báp tem làm lễ dưới sông sâu, đường trời lặn lội nên quên thở, nước thánh mênh mông dưới một bầu, đáng phận tin lành khôn trách đó, nỡ duyên nguyện cầu biết gì đâu, phải chi Chúa giúp tôi đôi 10 nữa, khỏi quỷ Satan đến đụn đầu. Ông Phan Nhất Thuyên là một tín đồ trung kiên tại làng, bà ấy gửi cho gia đình ông Biện Toản bài họa như vậy: muốn học môi xe hóa phép màu, dìu dắt con đỏ khỏi nàn sâu, mở lòng hà hải thêm 3 thước, thân nụy tan thương lại một bầu, ái nghĩa thêm trong dòng nước sâu, anh hùng nào phụ núi sông đâu, ngẫm thương mấy kẻ chìm trên cạn, ngọn sóng trần ai phủ nút đầu. Cho đến ngày nay, bài thơ ái nghĩa trên đây vẫn còn truyền tụng giữa vòng tín đồ vùng Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nhắc lại bài thơ này, tôi bỗng nhớ đến một bài thơ khác, bài Tơi Nón, cũng do cụ Phan Nhất Thuyên, tức Chánh Tuận, cảm tác tại nhà bá giám ở Non Tiên. Ngày lọ tôi từ Hội An lên huyện Đại Lộc thăm hội thánh và giảng tin lành. Cụ Chánh Tuận liền mời tôi đến Non Tiên để làm chứng cho nhà cụ bá tiên. Dọc đường trời mưa lớn nên chúng tôi đều bị ướt. Đến nơi, cụ Chánh Tuận liền nói: vì tôi mà ông ướt hết. Tôi cười và trả lời: tôi cũng có thể nói vì tôi mà ông Chánh ướt hết. Thôi thì chúng ta có thể nói vì những linh hồn chưa biết Chúa mà chúng ta ướt hết. Ông Chánh cũng cười
rồi ứng khẩu đọc bài thơ. Tơi nón sau đây. Xưa từng ẩn giật trốn thâm san, mưa lắng vì ai phải đảm đang. Thiết thực đành hơn trăm áo gấm, vinh hoa chỉ kém một cây tàng. Mặc ai xe ngựa người coi rẻ, miễn nũ bùn nầy khỏi thở than. Đằng đẵng bốn mùa gìn một tiết, biết chăng kẻ đội với người mang. Và tôi nói thêm, sự thật chúng ta mong tất cả những linh hồn khỏi bị lấm ướt vì cớ tội lỗi. Chúa đã ban ơn cách nạ lồng cho công việc Ngài tại tỉnh Quảng Nam. Càng lúc càng thêm nhiều người mới trở lại với Chúa. Trong số đó có nhiều nhà trí thức giàu sang, có địa vị trong xã hội, bằng lòng tiếp nhận tin lành, nên có nhiều hội thánh nhánh được mở thêm như Phong Tử, Lạc Thành, Trường An và Đại An. Những nơi này lần lượt khởi công xây cất nhà giảng và đi lần tới chỗ tự trị tự lập. Một số những nhà trí thức có danh vọng và địa vị tin Chúa trong lúc đó dâng mình đi học kinh thánh để hầu việc Chúa. Họ đã trở lên những mục sư truyền đạo đầy ơn. Lớp đầu có các ông Duy Cách Lâm, Lê Nguyệt Anh, Trần Mai, Nguyễn Tấn. Và lớp kế tiếp có các ông Lê Tấn Đặng, Nguyễn Ưng, Nguyễn Đốc, Đỗ Phương, Nguyễn Đích, Trần Tùng. Hội Thánh Chúa tại những nơi này trưởng thành rất nhanh chóng và đứng vững cho đến ngày nay. Tạ ơn Chúa. B. Chức vụ tại Hội Thánh Mỹ Tho. Tháng 9 năm 1925, tôi phải sắp xếp công việc trở lại nếp sống của một học viên trường Kinh Thánh. Khóa này năm thứ nhất có 25 người, và năm chúng tôi vẫn 11 người như cũ. Trường lúc bấy giờ học sinh tương đối đông đảo nên vui hơn trước nhiều. Lớp chúng tôi được học thêm hai thơ Cô Dinh Tô. Môn học này giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về tình trạng chung của Hội Thánh Chúa trong thời sứ đồ Phao-lô. Khoa học mãn vào cuối tháng 4 năm 1926, chúng tôi được bổ nhiệm hầu việc Chúa tại Hội Thánh Mỹ Tho miền Nam ngày nay. Ngày 2 tháng 5 năm 1926, chúng tôi phải lên đường đi nhậm chức vì có nhiều việc bất ngờ xảy ra trong Hội Thánh và vì ông Trần Xuân Phan bị bệnh nặng sau một ngày đi xe hơi từ Đà Nẵng vào Nha Trang và một ngày đi xe nửa từ Nha Trang vào Sài Gòn. 5 giờ chiều ngày 5 tháng 5 năm 1926, chúng tôi đến thành phố Mỹ Tho. Khi đi, bà con tín hiếu Hội Thánh Hội An túc trực tại Đà Nẵng từ đêm đến sáng để tiễn đưa chúng tôi lên đường. Trong sự thương yêu, luyến tiếc bùi ngùi bao nhiêu, thì khi đến ga xe nửa Mỹ Tho, chúng tôi lại rơi vào sự bất ngờ, buồn tẻ, lạnh nhạt với nhiều. Nhìn quanh, chẳng thấy ai đến đón chúng tôi, mặc dù Hội Thánh Mỹ Tho là hội thánh đông tín đồ nhất miền Nam lúc bấy giờ. Đến thứ tư, tôi gặp ông Trần Xuân Phan đang nằm trên giường. Ông bị bệnh thương hàn nặng. Bà Phan đi chợ nhưng có việc sâu sát xảy ra ngoài chợ. Thành thử những tín đồ trong thành phố đến từ thất sửa soạn ra ga đón chúng tôi phải đổ xô ra chợ để can thiệp. 6 giờ sáng ngày 6 tháng 5 năm 1926, gia đình ông Trần Xuân Phan rời Mỹ Tho lên Sài Gòn. Quang cảnh tại sân ga sáng mùng 6 tháng 5 năm 1926 tiễn đưa gia đình ông Trần Xuân Phan cũng như quang cảnh đón tiếp chúng tôi hồi 5 giờ chiều hôm trước, ngày mùng 5 tháng 5 năm 1926. Chúng tôi không bàn giao, không đón tiếp, cũng không tiện đưa gì cả. Trưa thứ 6 ngày mùng 7 tháng 5 năm 1926, tôi gặp ông giáo sĩ G.C. Furry. Dù chưa biết đủ tiếng Việt, nhưng ông cũng bập bẹ nói với tôi: "Chào thầy Mạnh giỏi, thầy Phan đi rồi. Chúa nhặt thầy giảng, Chúa ban phước cho thầy." Tôi không ngờ lời cầu chúc đơn sơ của giáo sĩ G.C. Furry lại hiệu nghiệm rất nhiều. Tín đồ các nơi tề tựu đông đủ từ chiều thứ bảy. Họ đi thuyền từ các địa điểm như Kinh Ông Lớn, Gò Công, Long Hữu, Quái Sơn, An Hữu, Lộc Thuận, Bình Đại, An Hóa, Phú Thành, Giao Long, Giao Hòa, Rạch Miễu, Tân An, Bến Tranh, Cai Lậy, Chợ Gạo. Đến sáng Chủ nhật vẫn còn những người giải rác kéo về Mỹ Tho. Họ đi từng gia đình, từng đoàn, từng nhóm như chảy hội, đem theo đầy đủ thức ăn cho 3 ngày. Thứ bảy đi, Chủ nhật ở lại nhóm và thứ hai về. Cứ mỗi tối, cứ tới mỗi chiều thứ bảy là nghe thuyền tín đồ các nơi tấp nập đậu đầy mé sông phía cầu quay hướng về chợ gạo. Do đó cả thành phố đều bàn ra tán vào về những người theo đạo tin lành. Lúc bấy giờ họ thường gọi là đạo Huy Kỳ. Nơi giảng là một ngôi nhà rất lớn, thuê của một hãng buôn, có chỗ ở cho giáo sĩ. Có nơi biệt riêng để thờ phượng rất rộng. Có một dãy dùng làm tư thất.
Chúa ban ơn cách lạ lùng cho buổi nhóm Chủ nhật đầu tiên của chúng tôi tại Hội Thánh Mỹ Tho. Sáng hôm đó, có hơn 1.000 người đến nhóm. Tôi đã giảng một bài giảng với đề mục đơn sơ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhiều người nhận được lời Chúa, thổn thức nghẹn ngào trong phòng nhóm đến quá trưa. Một La Mã. Chương trình hoạt động trong khu vực trách nhiệm. Phạm vi hoạt động truyền giáo của chúng tôi lúc bấy giờ rất rộng. Chẳng những tại Hội Thánh Mỹ Tho mà còn gồm cả tỉnh Định Tường, Tân An và Gò Công. Số người đã tin nhận Chúa có hơn 1.000 ở rải rác nhiều nơi. Trong số đó, phần đông có lòng thành thật tin kính rất tốt, biết kính sợ Chúa, ham mến lời Ngài và quý trọng những ân tứ thuộc linh. Trái lại, một số theo đạo vì ưa thích những sự mới lạ. Chỉ cái tên đạo huyết kỳ thôi cũng là một chiêu bài hấp dẫn, lôi cuốn những người hiếu kỳ gia nhập Hội Thánh. Có người gia nhập Hội Thánh vì mục đích chính trị với đôi kính đen cố hữu, nguyên do mọi tưởng tượng và nghi ngờ. Nhưng sau khi đi sâu vào giáo lý của tin lành và chủ trương của giáo hội, đối đầu với tất cả mọi khía cạnh của Hội Thánh, họ không bắt gặp một sắc thái chính trị nào cả. Đạo tin lành không phải là một hình thức đảng phái trá hình với những chủ trương mờ ám, bởi đó họ trở nên những người lạc lõng trong một thế giới xa lạ. Ngỡ ngàng trước những đổi mới trong đời sống tín đồ và quyền năng sinh động của Thánh Linh, họ chưa tìm được lối thoát, dù họ có tên trong giáo hội, nhưng hoàn toàn xa lạ với Chúa Giêsu. Có thể bảo đó là những tội nhân bị vây trong cái lưới vô hình của tạo hóa. Những người này đã nhiều lần đến tranh luận với tôi. Họ cố dùng những quan niệm sai lầm của mình để bóp méo chân lý của Kinh Thánh, nhằm chủ trương sửa đổi mọi hình thức sinh hoạt của giáo hội. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi chỉ nương theo lời Chúa đã dùng Phao-lô để dạy cho Timôthê ngày xưa mà xử sự với họ. Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sinh ra sự tranh cạnh mà thôi, và tôi tớ của Chúa không nên ưa tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại, sửa dạy những kẻ chống trả. Mong rằng Đức Chúa Trời ban cho sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt nấy, đặng làm theo ý nó. Timôthê nhì, chương 2, câu 23 đến câu 26. Phương cách hoạt động của chúng tôi ở Mỹ Tho lúc bấy giờ là làm thế nào hướng dẫn được những người tin Chúa trở lại với đức tin thuần túy của tin lành. Làm công việc ấy, chúng tôi chỉ nương trên lời của Chúa, nhất là các thơ tín của Phao-lô, và nhờ sự soi sáng của Thánh Linh. Vì khi ấy, địa hạt chưa hình thành, tổng liên hội chưa tổ chức, chưa có điều lệ hoặc quy tắc chỉ đạo nào cả, quyền giám mục cũng chưa được in. Tín đồ rất đông, lại ở rải rác khắp ba tỉnh. Thành thử, chúng tôi phải nhờ cậy Chúa hoạch định một chương trình 4 điểm để hoạt động nhằm giúp đỡ tín đồ nâng cao trình độ thuộc linh và lập nền tảng cho Hội Thánh. Chương trình đó được tóm tắt như sau. Một nhỏ, chia những nơi có người mới tin Chúa, ba tỉnh, Định Tường, Gò Công, Tân An, thành 12 khu vực. Cứ mỗi khu vực cử một người làm đại biểu với tư cách chấp sự của Hội Thánh để thăm viếng và giúp đỡ tín đồ. Những người này họp lại với chúng tôi mỗi tuần một lần để cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và thảo luận kế hoạch giúp đỡ tín đồ trong khu vực mình. Hai nhỏ, dành riêng chiều tối thứ bảy làm giờ cầu nguyện chung và dạy Kinh Thánh tiết yếu rút trong các bài Kinh Thánh bửu huấn. Lúc bây giờ chưa có phước âm yếu chỉ. Trong các bài giảng hoặc bài dạy Kinh Thánh, chúng tôi đều nhờ cậy ơn Chúa hướng dẫn cách ăn nết ở tín đồ theo tinh thần của Côlôse chương 1 câu 15. Vậy, nếu anh em được sống lại trong Đấng Christ thì hãy tìm sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy tham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là sự tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Vậy, những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước, anh em sống trong những nếp xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ, anh em nên từ bỏ hết những sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận, hung ác, đừng nói hành, chưa có một lời tục tĩu nào ra từ mình anh em, chưa nói dối nhau, và đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây, không còn sự phân biệt người gò rét, người Giuđa, người chịu cắt bì hoặc không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si then, người tôi mọi hoặc người tự chủ. Nhưng Đấng Christ là mọi sự trong mọi sự.
Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hay mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy sự yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị lòng anh em là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp lên một thể, lại phải biết ơn. Bốn nhỏ xúc tiến xây cất một giảng đường mới vì nhà đang thuê sắp bị đòi lại. Chúa cho chúng tôi thuê được một miếng đất rộng tại chợ cũ Mỹ Tho. Nhờ đó có thể cất được một nhà thờ dài 28 thước, rộng 14 thước, bằng gỗ lập ngói, đủ chỗ cho 700 người ngồi. Có người nhìn ngôi nhà vừa cất xong, liền ví nó như một kho chứa núa, lời mô tả có tính cách mỉa mai. Do đó, đó có lẽ cũng không sai mấy, nó giống như một kho chứa núa. Thật đúng, vì đó là kho chứa những hạt giống của tin lành. Đây là nhà giảng thứ nhất tại miền Nam được dựng nên do sự quyên góp của tín đồ. Ở An Hóa Định Tường, lúc đầu giảng tại nhà ông Trần Văn Phương, về sau bởi sự trung lưng đâu cật của tín đồ mà mỗi nhà giảng riêng biệt được xây cất tại đó. Phú Thành cũng vậy, lúc đầu giảng trong nhà ông Bồi Kiển, nhưng lần lần cũng có được một nhà giảng riêng. Ở Tân Thạch, các buổi giảng được tổ chức tại nhà ông Võ Văn Tụy. Riêng tỉnh Gò Công, ngoài việc thuê một nhà giảng tại tỉnh Nị, chúng tôi còn thường xuyên tổ chức giảng tại nhà ông Lê Tập ở Long Hữu nữa. Mỗi tuần vào chiều thứ năm, tôi đến Gò Công phân phát sách báo và mời đồng bào tối đến nghe giảng. Tại đây kết quả rất tốt, có nhiều người trở lại với Chúa, trong số ấy có đàn bà dòng Thích Lý rất sốt sắng. Bà đã đưa nhiều người khác đến với Chúa. Vị mục sư đầu tiên của chi hội Gò Công lúc mới bắt đầu tự trị là ông Lê Đình Tươi. Ở Tân An, vì chưa có nhà giảng nên phải giảng tạm ở nhà bà Tư, tín đồ. Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm Bình Đại, Lộc Thuận và giảng tại nhà bà Lầu. Ngoài ra chúng tôi cũng cố gắng tìm những chỗ giảng mới tại Thủ Thừa và Bến Lức. Tất cả những bài giảng của tôi trong giai đoạn này đều nhằm mục đích làm thế nào cho tín đồ thoát khỏi những tập quán cũ, những thành kiến sai lạc và những ý tưởng viển vông, huyền thoại, huyễn hoặc trói buộc từ nhiều năm qua. Hai nhỏ phát huy ý thức thuộc linh mới. Sau khi hầu việc Chúa trong hội thánh Mỹ Tho ít lâu, quan sát tình hình và nhận định thực trạng tín đồ, tôi nhận thấy có một số sở dĩ gia nhập vào hội thánh lúc đó chỉ vì bài giảng rất quyến rũ của mục sư. Phần nhiều các bài giảng của ông đều dựa vào vài câu thơ trong Tesalonica nhất và nhì, nói nhiều về ngày Chúa tái lâm. Khi nghe giảng kinh thánh, số người ấy lại nghĩ đến đường lối mờ ám của thế gian và ma quỷ. Vì như tôi đã nói, một số không nhỏ những người nhập hội lúc đầu chỉ vì cái tên Đạo Huê Kỳ và một phần những tư tưởng chính trị mà thôi. Mỗi tối thứ bảy, khi nhóm cầu nguyện và học kinh thánh, anh em thường nghỉ đêm tại nhà giảng. Một tối nọ, có hai đại biểu khu vực cũng là chấp sự hội thánh đến nằm gần tôi. Thình lình hai ông này hỏi tôi: "Thầy Lâm ơi, đây là cách chúng tôi xưng hô thân mật của anh em tín đồ với tôi. Thầy có biết chuyện xảy ra ở Lộc Thuận không?" Tôi hỏi chuyện gì thì họ kể: "Tại nhà một tín đồ nọ có mấy con gà đang ấp, chủ nhà bỗng nhiên lấy ổ trứng xuống luộc ăn hết. Nhà khác thì đốn mấy chuồng chuối già nấu ăn. Họ không đợi gà nở hoặc chuối chín vì sợ Chúa tái lâm phải đi bỏ lại không ai ăn." Tôi có nghe chuyện xảy ra nhiều như thế, nhưng chỉ cắt nghĩa và sửa sai cho những người kể mà không thuật lại cho người khác nghe. Bởi đó họ tưởng tôi không biết. Tôi trả lời hai ông này là tôi có nghe chuyện đó. Tôi đã giúp đỡ anh em bằng cách sửa sai cho họ rồi. Trông đợi Chúa tái lâm là một việc tốt, nhưng hành động như vậy là sai. Hai ông vẫn chưa hiểu, nên sau khi kể thêm về một vài chuyện nầm lẫn nữa, liền hỏi tôi: "Thầy Lâm ơi, thầy làm ơn cho em biết ngày nào Chúa tái lâm." Tôi bảo là tôi đâu có biết. Họ lại nài nỉ: "Tội nghiệp chúng em mà thầy, thầy là truyền đạo mà không biết thì ai biết. Thầy nói giùm em, cảm ơn thầy nhiều lắm." Tôi phải ngồi dậy lấy kinh thánh đọc công vụ chương 1 câu 7 cho họ nghe lời Chúa Giêsu phán: "Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã từ quyền định nấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết." Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần câu kinh thánh này và cắt nghĩa cho họ biết. Đó chính là lời tuyên bố của Chúa Giêsu trước khi thăng thiên đối với những người cật vấn Ngài về ngày tái lâm. Tôi đọc tiếp cho họ nghe câu 8: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất." Nương theo sự dạy dỗ kinh thánh này,
Tôi khuyến khích họ hãy sửa soạn lòng để nhận quyền phép Đức Thánh Linh để làm chứng tin lành cho tất cả mọi người. Tiếc thay, họ không vui, không ham thích quyền năng của Đức Thánh Linh, cũng không muốn làm chứng tin lành cho người khác. Nhưng tạ ơn Chúa, đã có một số nhận được phần giống tốt, lớn lên bởi quyền năng của Thánh Linh, can đảm bước ra khỏi sự tối tăm để hướng về ánh sáng của sự sống mới. Bằng chứng là gia đình của ông Trần Văn Chuông và Trần Văn Bi cảm động dâng mình hầu việc Chúa. Về sau, cả hai đều trở lên hai vị mục sư đầy ơn. Tiếp theo đó, có nhiều thanh niên khác tình nguyện theo học Kinh Thánh. Hiện nay, một số đã trở lên mục sư, đang dự phần vào công việc quan trọng của giáo hội mục sư Võ Thạnh Thời, mục sư Phạm Văn Thâu, mục sư Trương Văn Tốt, mục sư Nguyễn Văn Long, v.v. Nhà giảng Mỹ Tho lúc bấy giờ thường bị những người xung quanh gọi một cách mỉa mai là cái lẫm lúa hoặc kho lúa. Nhưng Đức Chúa Trời đã biến những sự mỉa mai xuyên tạc ấy thành ích lợi cho công việc Ngài. Chẳng khác nào tại quốc gia Ai Cập ngày xưa, có một quốc gia đa thần giáo mà Chúa lại đưa Joseph lên làm tể tướng và biến đất nước đầy tội lỗi đó trở thành một kho lúa lùi cả thế giới. Hội thánh Mỹ Tho đã là nơi xuất phát của nhiều người hầu việc Chúa, và những người tín đồ đầu tiên của hội thánh này đã trở lên cột trụ của những hội thánh tự trị, tự lập khác như hội thánh Long Hữu, hội thánh Bến Tre, hội thánh An Hóa, hội thánh Quái Sơn, hội thánh Tân Thạch, hội thánh Bình Đại, hội thánh Tân An, hội thánh Thủ Thừa. Tuy nhiên sau thời Cựu Thịnh, hội thánh Mỹ Tho đã lui vào cảnh lu mờ, đến nỗi có người cho rằng một mẹ đã sinh 7 con, rồi mẹ già sức yếu. Nhưng hiện nay khi tôi viết những dòng chữ này, ngày 20 tháng 11 năm 68, hội thánh Mỹ Tho đã lấy lại được phong độ cũ, tự trị, tự lập, rất vững vàng. Hội thánh đã gây dựng một công sở cô nhi viện và một trường trung tiểu học, nhà thờ được kiến trúc rất tráng lệ, tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Trở lại trường Kinh Thánh Đà Nẵng, đầu tháng 5 năm 1927, tôi nhận được tin tháng 8 phải trở về Đà Nẵng để học khóa tốt nghiệp, khai giảng vào thượng tuần tháng 9 năm 1927. Hội thánh dao động nhiều, ban trị sự chi hội gửi thư yêu cầu lưu niệm chúng tôi vì lý do này hoặc lý do khác, nhưng không được chấp thuận. Cuối cùng, trưa thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 1927, chúng tôi rời Mỹ Tho để trở về trường cũ. Ban trị sự hội thánh tổ chức một buổi lễ trọng thể để tiễn đưa chúng tôi và tiếp rước ông bà mục sư Lê Văn Long được bổ nhiệm thay thế chúng tôi. Sau khi bày tỏ lòng chân thành luyến tiếc chúng tôi và hoan nghênh ông bà Lê Văn Long, tân mục sư, hội thánh đã tặng chúng tôi một tấm trường thêu hình phước lộc thọ, trên đề 3 chữ sống cho Chúa và dưới 7 chữ đức tin trông cậy tình yêu thương, theo Nhất Cô Dinh Tô chương 13 câu 13. Hành khách trên chuyến xe lửa Mỹ Tho Sài Gòn trưa ngày 15 tháng 8 năm 1927 đều lấy làm lạ vì trên sân ga đông nghẹt tín đồ đưa tiễn chúng tôi, khác hẳn với quang cảnh tiêu điều ngày chiều mùng 5 tháng 5 năm 1926 khi chúng tôi mới đến. Chiều hôm ấy, trời đang nắng, bỗng mây đen kéo đến và tiếp theo là một cơn mưa ào ào đổ xuống. Ngay khi con tàu bắt đầu chuyển mình trên đường sắt, những người tiễn đưa chúng tôi vẫn đứng yên trên sân ga, mặc cho những hạt mưa tới tấp rơi trên tóc, trên áo, mắt đăm đăm hướng về phía con tàu, lúc lại đưa tay lên đầu xoa những hạt mưa và gạt những dòng lệ chảy dài trên má. Chúng tôi hết sức bùi ngùi cảm động. Xe lửa đã chạy đến Trung Lương, nhưng chúng tôi vẫn còn đứng nhìn về phía Mỹ Tho, thành phố tân yêu mà chúng tôi đã từng sống với nhiều kỷ niệm đẹp. Tai chúng tôi vẫn như còn nghe tiếng hát êm đềm của những người bạn tiễn đưa chúng tôi trên sân ga. Anh em ta chia tay, mong sẽ gặp nhau, yêu thương không phai, tâm linh giao cảm. Xin Cha chăn nuôi anh em ta cả, nguyện nguồn phước thêm được đượm nhuần linh hồn hoài. Nơi chân Chúa sẽ thấy nhau luôn, cho thỏa lòng này. Nơi chân Chúa sẽ thấy nhau, dẫu ta chia tay, tạm biệt, nhưng gặp lại. Thư Thánh số 238. Trường Kinh Thánh khai giảng vào thượng tuần tháng 9 năm 1927. Khoa này gồm 5 dự bị. Năm thứ nhất, năm thứ hai và năm tốt nghiệp. Lên số học sinh đông hơn và rộn rịp hơn. Phương tiện của nhà trường lúc bấy giờ cũng khả quan hơn những năm trước. Trường có cư xá cho học sinh gồm 3 dãy thanh tu, tịnh tâm và an lạc. Chúng tôi ở dãy an lạc. Ngoài ra một nhà ăn cũng được xây trong khuôn viên nhà trường đẹp đẽ và khang trang. Một lễ đường cũng sắp được dựng lên để dùng làm nơi thờ phượng và nhóm học hàng ngày cho học sinh. Lúc bấy giờ các giáo sĩ muốn cách tổ chức của nhà trường phải giống như cách tổ chức của nhà trường thần học ngoại quốc, nên chỉ định một ban trật tự lo về hành chính của nhà trường, một ban lo về ẩm thực của học sinh,
Một ban là giám thị, vừa có nhiệm vụ sắp đặt cho học sinh có công việc làm hợp khả năng để làm quen với công việc, đồng thời có tiền chi tiêu hoặc phụ thêm vào phạm phí của nhà trường. Chỉ vì cách phân công này mà có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Làm chúng tôi học tốt nghiệp, có một ông chủ tiệm chữ Âu Dược, The Food, The Pharmacy, xin vào học năm thứ nhất. Ông đã đóng đủ phạm phí, lại có dư tiền tiêu, nên không chịu làm gì cả. Mặc dù theo nguyên tắc của nhà trường, tất cả học sinh ngoài giờ học đều phải làm việc. Thấy vậy, ông đốc học bèn sắp cho ông này công tác lau dọn nhà thờ chiều thứ tư và chiều thứ bảy. Khi mới bắt tay vào việc, ông khóc ròng. Nhưng vì ham thích học hỏi lời Chúa, nên ông đã cố ở lại cho đến hết niên khóa. Bắt đầu năm học này, ban giáo sư tăng cường đông hơn trước. Giáo sĩ G.D. Olsen được cử làm đốc học. Nhiều môn học mới cũng được bổ sung. Lớp chúng tôi phải học thêm các môn như Hebrew, Sử ký Hội Thánh Cận Đại, Khải Thị và cuối năm thêm triết lý cứu thục. Mọi người trong lớp chúng tôi đều nhận được nhiều ơn phước. Nhưng đến cuối khóa học, ma quỷ đã tạo nên một đám mây mù để làm rối nhà trường và đánh lạc mục tiêu của chúng tôi. Nguyên nhân là khi khóa học sắp mãn, có nhiều sự hiểu nhầm xảy ra và tiếp theo đó là vài hành động thiếu tự trọng và kém ngay thẳng. Tôi cảm thấy buồn và hết sức chán nản. Trong khi đó, có nhiều thư và điện tín của những người quen gửi đến mời tôi cộng tác việc này việc nọ, ý muốn trở thành một nhà thầu danh vọng trở về với tôi. Tôi muốn bỏ trường Kinh Thánh, trở về gây dựng một sự nghiệp mới. Nhưng cảm ơn Chúa bởi câu quyết noi theo cứu Chúa, sống chết với Ngài mà chúng tôi đã được thắng. D. Chức vụ tại Hội Thánh Hà Nội. Khoa học mãn vào năm 1928, tôi ở lại nhà trường để coi sóc việc xây cất lễ đường. Ban trị sự chung nhóm lại tại Đà Nẵng. Lúc bây giờ, chúng tôi chưa biết được chỉ định hầu việc Chúa ở đâu. Có người thì nói rằng chúng tôi sẽ ở lại Mỹ Tho, vì ban trị sự Hội Thánh đó có thơ xin tôi. Sự thật, chúng tôi cũng nhận được một thư viết từ Mỹ Tho. Người viết đã cố tình nhắc lại một câu trong bài hát khi từ biệt chúng tôi tại ga xe lửa Mỹ Tho trên ngày 15 tháng 8 năm 27. Dầu ta chia tay tạm biệt, nhưng gặp lại. Có người thì lại nói rằng chúng tôi đi Đà Lạt vì trên đó đang lo kiến thiết cơ sở truyền giáo và xây cất trường học cho các giáo sĩ. Có người nói chúng tôi đi Hà Nội. Tôi không thích Hà Nội nên tôi không muốn nghe bất cứ một ai nói về Hà Nội. Cho nên khi cái tin ông Lê Văn Thái đi Hà Nội được tung ra từ văn phòng ban trị sự, chúng tôi hết sức sửng sốt. Tôi không bao giờ nghĩ đến điều ấy. Tôi không thể có một hoạch định trái ngược như vậy. Tôi không muốn đi. Ngày trưa hôm ấy, chúng tôi liền nhóm lại quỳ gối cầu hỏi ý Chúa. Xin Chúa đổi ý ban trị sự, xin Chúa thương xót cách nào để chúng tôi khỏi đi, vì chúng tôi thấy mình không xứng hiệp với Hội Thánh Hà Nội, mà nhất là đối với công việc Chúa tại miền Bắc. Gần cả tuần lễ đó, chúng tôi cầu nguyện nhiều lần, lại xin trình bày giải thích thảo luận, tỏ bày duyên cớ, nhưng bất cứ giờ phút nào, tâm linh tôi cũng luôn được nhắc nhở một câu: Ê-sai, chương 55, câu 8, câu 9. Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối ta chẳng phải đường lối các ngươi, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Cuối cùng, chúng tôi không thể làm cách nào khác hơn là phụng phục ý Chúa. Chúng tôi phải đi con đường mà mình không muốn đi. Lúc bấy giờ, thay vì cầu nguyện xin Chúa đổi ý ban trị sự, thì trái lại với một tâm trạng khắc khoải cho tôi đủ khả năng thích hợp với Hội Thánh Hà Nội và với miền Bắc thân yêu theo ý muốn Ngài, xin Chúa ban ân tứ và đồng công với tôi trong mọi sự, đúng như tinh thần câu nói của Thánh Phaolô trong thơ thứ hai Cô-rinh-tô chương 6 câu 1. Chúng tôi làm việc với Chúa. Kể từ giờ phút ấy, hình ảnh Hà Nội càng ngày lẫn đêm chiếu trọn tâm hồn tôi. Tôi miên man nghĩ đến cảnh trí hùng vĩ của Thăng Long Thành. Nào chùa Một Cột nằm ở phía tây thành phố, nào hồ Tây ở phía bắc, nào hồ Hoàn Kiếm ở phía đông. Tôi hình dung đến Đống Đa, một thắng tích oai hùng thời Quang Trung, Nguyễn Huệ. Cầu Long Biên, nước chảy xuôi dòng. Rồi bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tiêu điều của Đế Thiên Đế Thích, sách của Lê Văn Chương, với những hoang tàng, cỏ mọc rêu phong, thành tích cung điện theo thời gian đi vào lịch sử. Nhưng phần thơ hoài cổ của bà huyện Thanh Quan đem đến cho tôi ít nhiều xúc động bùi ngùi. Thăng Long ơi, còn đâu những hình ảnh oai hùng và thơ mộng của thời vàng son trong lịch sử. Tất cả chỉ là dĩ vãng xa xôi, lắng chìm ngưng động, dấu xưa xe ngựa hồn tu thảo, nền cũ nâu dài, bóng tịch dương. Hiện tại, chỉ có là đau khổ chết chóc, tội lỗi đang tàn phá tâm hồn con người.
Tôi bàng hoàng nghĩ đến thực trạng của đồng bào miền Bắc, còn biết bao người đang sống trong tối tăm, thiếu ánh sáng của lời sự sống. Ai sẽ đem tin lành đến cho họ? Chúng tôi quỳ gối xuống cầu nguyện, khóc với Chúa, sau đó sửa soạn lên đường. 7 giờ rưỡi sáng ngày 1 tháng 8 năm 1928, chúng tôi đến ga xe lửa Hà Nội bằng một chuyến tàu xuất khởi hành từ Đà Nẵng chiều hôm trước. Đến nơi có ông Nguyễn Duy Tiếu, vừa là chấp sự của Hội Thánh Hà Nội, vừa là nhân viên cao cấp của Sở Hòa, tiếp đón chúng tôi, đưa chúng tôi về tư thất tại số đường ngõ Trạm. Tư thất của một cái nhà mái dài 12 thước, rộng 40 thước, chia làm 3 căn. Căn 4 thước thứ tư làm tư thất mục sư và phần còn lại để cho ba cậu thanh niên vừa ở đi học vừa làm việc cho nhà in. Chúng tôi quét dọn thu xếp chỗ ở độ 1 giờ thì xong. Chiều hôm ấy, hai bà cụ tín đồ tiến thăm và chào mừng chúng tôi. Hai bà cụ là người hiền đức phúc hậu, có lòng tin kính tốt. Trong thời gian phục vụ Chúa ở Hà Nội, có hai bà cụ này và ông Nguyễn Duy Tiếu mà chúng tôi được an ủi nhiều. Tối đó, chúng tôi cầu nguyện. Buổi nhóm đầu tiên trong chức vụ chúng tôi tại Hà Nội gồm có 15 người, hai bà cụ, ông Tiếu và vợ chồng chúng tôi. Một Nam Mã, xúc tiến chương trình cá nhân chứng đạo. Nhà thờ Hội Thánh lúc ấy tọa lạc tại một vị trí rất đẹp ở góc đường Phạm Vũ Thứ và ngõ Trạm. Tuy chỉ có một ngôi nhà nhỏ dài 11 thước, rộng 6 thước nhưng rất ấm cúng. Sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 1928, giáo sĩ W.C. Cardinal giới thiệu chúng tôi với Hội Thánh. Hôm ấy chỉ có 24 người, kể cả lớn nhỏ nhóm lại. Tuy ít ỏi nhưng phần lớn anh em trong Hội Thánh là những người có địa vị trong xã hội, như ông Nguyễn Đức Tục, giáo sư trường trung học Mỹ Thuận, Ecordes B.L.A.S., ông Giáo Đức giáo sư trường trung học Hà Nội, ông Trịnh Văn Nhi, thủ ngân cho ngân hàng Đông Dương, ông Ít Nhóm, ông Nguyễn Duy Tiếu, phán sự Sở Hòa Xa, từ Vinh mới đổi ra Hà Nội. Đây là Hội Thánh đầu tiên tự trị, tự lập, là Hội Thánh duy nhất tại miền Bắc, do đó tôi là mục sư đầu tiên, duy nhất được bổ nhiệm hầu việc Chúa tại miền này. Mỗi ngày, tôi sắp đầy một cặp giá sách, lên xe đạp đi khắp thành phố để làm chứng và phân phát cho những người trên đường, trong các cửa hàng, trong quán ăn, nơi bến xe đò, ga xe lửa và các phòng sở, ngay cả trong các khách sạn. Vừa phân phát, tôi vừa cầu xin Chúa cho lời ngài gieo ra được kết quả tốt. Ở Hội An, năm 1924, tôi có chương trình 7 ngày cho mỗi tuần lễ. Ở Mỹ Tho năm 1926, tôi có kế hoạch 4 điểm để hướng dẫn tín đồ theo nếp sống mới và đặt niềm tự trị tự lập cho Hội Thánh. Nhưng đến Hà Nội, vì phải vâng theo ý Chúa, đi con đường mà mình không muốn, nên tôi không có chương trình kế hoạch gì cả. Chỉ có một tấm lòng cương quyết phục vụ Chúa và bám lấy lời hứa của ngài. Xin Chúa giúp đỡ con và làm việc với con tại Hà Nội và cả miền Bắc. Đến cuối năm 1928 ở Hà Nội và cả miền Bắc chỉ có hai vợ chồng chúng tôi là người Việt giảng tin lành. Hai cụ Quốc Phục Hòa và Dương Tự Ấp đã đi trường Kinh Thánh. Chắc hẳn đã được mọi người chúng ta đều biết rằng một vài con én không thể nào làm thành mùa xuân. Và lại, én là loài chim không thể sống ở những vùng cực Bắc, nơi có khí hậu quá lạnh. Vợ chồng chúng tôi cầu xin Chúa cho chúng tôi chỉ làm đôi chim sẻ và chúng tôi ở một nơi tại Hà Nội, hoặc nếu Chúa để chúng tôi là đôi chim én thì xin Chúa cho chỗ đẻ sinh nở. Đúng như lời phán của ngài trong Thi Tiên chương 84, con chim sẻ tìm được một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Chúng tôi tha thiết cầu xin Chúa ở với chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi, làm việc với chúng tôi và che chở chúng tôi dưới bóng cánh toàn năng của ngài. Chúa đã sai chúng tôi đến đây, chắc hẳn Chúa sẽ không để chúng tôi bơ vơ. Và nếu có ngài đồng công với chúng tôi, hai linh hồn bé bỏng này sẽ có chỗ ở tại Hà Nội. Đôi chim én đó nhất định sẽ có chỗ để con ở Bắc Việt. Lòng chúng tôi rất phấn khởi khi nghiên cứu sách Ê-sai, nhất là khi đọc đến câu: "Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong sa mạc và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc." Chúng tôi tin chắc Chúa sẽ làm thành ý định ngài tại miền băng lạnh đông đúc dân cư này. Sau chúng tôi, ban trị sự chung đã bổ nhiệm thêm hai gia đình nữa ra Bắc, đó là ông bà Nguyễn Xuân Diệm đi làng tự nhiên thuộc phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, và ông bà Đặng Ngọc Cầu đi Hải Phòng. Như vậy, kể luôn gia đình chúng tôi, có tất cả ba gia đình người Việt giảng tin lành cho toàn miền Bắc. Chúng tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn, nhưng cảnh trạng mỗi tối thứ tư
chỉ có 3 người nhóm cầu nguyện kéo dài cho đến tuần lễ thứ 6 sau ngày nhậm chức đã làm cho chúng tôi cảm thấy lạnh lẽo, nhất là vào mùa đông. Giờ cầu nguyện tương giao với Chúa sao vắng vẻ quá. Đã từng nhóm trong nhà thờ đông người nên đứng trước cảnh này, tôi thấy tâm hồn nao nao, tê buốt làm sao ấy, buồn quá. Tôi bèn rời chỗ nhóm từ nhà thờ đến phòng xem sách để cho buổi nhóm ấm cúng hơn. Cảm ơn Chúa. Thật vậy, căn phòng này từ đấy trở lên cái nò sưởi cho hội thánh Hà Nội giữa mùa đông. Sau đó không lâu, số người nhóm cầu nguyện mỗi tối thứ tư tăng lên từ 7 đến 15 rồi 20 người. Đến nỗi phòng đọc sách không còn đủ chỗ nhóm, chúng tôi lại phải rời lên nhà thờ. Bắt đầu từ đấy, có nhiều biến chuyển mới đầy ơn trong hội thánh. Vì lời Chúa đã sưởi ấm và bùng cháy trong lòng anh em, ngọn lửa thuộc linh bộc phát nhanh chóng. Tất cả tín đồ đều sốt sắng và làm chứng về Chúa, nên đã đưa được hai thanh niên làm việc tại Viện Viễn Đông, Bắc Cổ trở về với Ngài. Sau đó, ba thanh niên khác làm việc tại một cơ xưởng trong thành phố cũng nhận được ánh sáng của chân lý và bằng lòng quỳ gối ăn năn. Phòng xem sách lúc ấy còn là chỗ để mọi người đến nghiên cứu lời Chúa, nhất là một số anh em tín đồ ở xa thành phố chưa đi làm, ghé lại đọc kinh thánh, cầu nguyện và nghỉ ngơi. Vì cơn lòng sốt sắng của thanh niên mới trở lại tin Chúa, chúng tôi thành lập ban chứng đạo đầu tiên cho hội thánh Hà Nội. Đó là khởi điểm cao trào của chứng đạo tại miền Bắc. Từ khi thành lập được ban chứng đạo, mọi người trong hội thánh dường như cảm thấy một nguồn sống tươi mới, tình yêu Chúa thấm nhuần trên đời sống mỗi tín đồ, từ trong gia đình đến các buổi nhóm thờ phượng. Cũng trong thời gian này, có những phép lạ đầu tiên liên tiếp xảy đến, khiến chúng tôi hết sức phấn khởi, nức lòng ngợi khen Chúa. Lúc ấy vào khoảng thượng tuần tháng 11 năm 1928, có một người từ làng Gia Thượng, huyện Gia Lâm, ở bên kia cầu Long Biên, thình lình đến nhà thờ tìm tôi. Ông tự giới thiệu, ông tên là Hoàng Văn Ngô, muốn đến nhờ tôi can thiệp dùm cho việc vừa xảy ra trong gia đình ông. Ông kể cho tôi biết, ông có một người em gái bị bà già bức tử và nhảy xuống giếng chết. Ông tìm sự an ủi nơi đảo Chúa và xin sự giúp đỡ của mục sư. Tôi an ủi ông và lấy lời kinh thánh giải bày cho ông rõ về nẻ đạo cứu rỗi, và luôn tiện báo cho ông hay là linh hồn ông đang bị ma quỷ bức bách, cố đẩy vào hố sâu của tội lỗi. Nhận thức được tình yêu thương của Chúa, ông Ngô bằng lòng tin nhận Jesus Christ làm cứu Chúa của mình. Sau đó, ông chỉ đường cho tôi đến nhà ông, vì nhà ở trong làng nên không có địa chỉ rõ rệt. À, cứ điểm làng Gia Thượng. Qua ngày sau, tôi đạp xe qua cầu Long Biên, rẽ vào con đường D đến làng Gia Thượng để tìm nhà ông Hoàng Văn Ngô, người tín đồ vừa mới tin nhận Chúa. Trong lúc đi tìm, tôi gặp lại một bô lão trong làng. Tôi dừng lại hỏi thăm, thì cụ ân cần mời tôi về nhà cụ để hỏi thêm về đạo Chúa. Nếu ông Hoàng Văn Ngô không đến Hà Nội mời tôi, thì biết cho đến bao giờ tôi mới có dịp đến làng Gia Thượng. Đến nhà cụ thì trời đã chiều. Tôi liền lấy kinh thánh giải bày tin lành và chân lý cứu rỗi cho gia đình cụ nghe. Cụ hăng hái đem luân lý Khổng giáo và triết lý Phật giáo ra thảo luận với tôi. Tôi bèn đọc và cắt nghĩa La Mã đoạn 6 cho cụ nghe. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng tôi hỏi cụ, Đức Chúa Jesus là tin lành, là ơn cứu rỗi đối với gia đình cụ, vậy cụ có bằng lòng tin nhận Chúa không? Cụ tỏ ý bằng lòng, và hôm ấy 9 người trong gia đình cụ đều quỳ gối cầu nguyện tin nhận Chúa. Cụ già đây chính là cụ Nguyễn Thiện Đao, thân sinh các cụ mục sư Nguyễn Thiện Mân, mục sư Nguyễn Thiện Sĩ và là nhạc phụ của truyền đạo Đặng Đức Thụ sau này. Sự kiện xảy ra trên đây thật chẳng khác nào câu chuyện Chúa sắp đưa Phi-e-rơ đến thành Sa-si-dê để gặp gia đình cọt nây vậy. Chúng tôi ngợi khen Chúa và sau đó từ giã gia đình cụ để trở về Hà Nội vì trời đã tối. Trên đường đê qua cầu Long Biên, vì bị gió ngược, chúng tôi cảm thấy như có người đẩy nên đạp xe không biết mệt. Sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 1928, sau giờ giảng, tôi thuật lại cho hội thánh nghe câu chuyện trên đây. Tất cả đều phấn khởi, nhất là đoàn thanh niên trong ban chứng đạo. Họ sốt sắng đòi đi thăm gia đình cùng Nguyễn Thiện Đạo. Ngay buổi chiều hôm đó, chúng tôi liền tổ chức xe cộ để đi, mỗi người một chiếc xe đạp. Cuộc viếng thăm chiều hôm ấy ít ra cũng tạo được hai lợi điểm cho công việc Chúa tại Hà Nội. Về phần tín đồ, khi nhìn thấy dinh cơ của cụ,
nhận biết ngay là bô lão có uy tín trong làng, và nhất là khi nghe cụ thuật lại các việc cụ nhận được mấy quyển tin lành ra sao. Mong ước có người giảng giải hai chữ tin lành cho cụ nghe thế nào và trường hợp cụ tin nhận Chúa, khiến mọi người đều phấn khởi, mừng rỡ, nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc phân phát sách báo chứng đạo về phần gia đình cụ Nguyễn Thiện Đạo. Khi thấy đoàn người đến thăm cụ là những học sinh trường trung học, phán sự, giáo sư, thương gia, là những người từng sống trên nhung lụa, lại có lòng chưa cố lặn lội đến thăm cụ, khiến cụ rất cảm động và nhận thấy tình yêu của Chúa thể hiện trong con người. Từ đó, sáng chủ nhật nào, cụ Nguyễn Thiện Đạo cũng trung tín vượt con đường dài hơn 5 cây số để đến Hà Nội nhóm thờ phượng Chúa, đôi khi cũng đến dự các buổi nhóm cầu nguyện vào tối thứ tư nữa. Câu chuyện gia đình của Nguyễn Thiện Đạo làng Gia Thượng theo đạo Tin Lành đồng một lúc với những người trong các làng khác đã trở nên một biến động, không những trong làng, trong mỗi huyện mà còn lan ra cả tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội. Mỗi tuần 2 lần, chúng tôi qua Gia Thượng giảng và chứng đạo. Chúa đã gọi một số người trong vùng đó đến với Ngài, trước tiên là các bô lão, rồi kế đến là ông lý trưởng làng Gia Thượng, ông tham tá sở điền địa và bà mẹ cụ Mai Hiên, vị nương y nổi tiếng trong vùng, ông Ngô Thạch Đính, giáo học và là em ruột của nhà văn nổi tiếng Ngô Tất Tố, cùng một số cựu quân nhân cầu nguyện tin Chúa. Về sau, có người trở nên nhà truyền đạo rất đầy ơn. Tiếp đến, các ông hội đồng xã lân cận đến nghe và tất cả đều tiếp nhận tin lành của Đức Chúa Jesus Christ. Nhà cụ Nguyễn Thiện Đạo lúc bấy giờ trở nên nhà giảng tạm. Hai cụ Nguyễn Thiện Đạo và Lê Văn Khánh thì trở nên hai nhà truyền đạo không có bổ chức và không lãnh lương tại vùng Gia Lâm lúc đó. Tôi rất vui mừng viết những dòng này nhắc lại công việc Chúa tại quê hương cụ Nguyễn Thiện Đạo và cụ Lê Văn Khánh. Hiện nay gia đình cụ Nguyễn Thiện Đạo đang sống ở trong Khánh Hội và gia đình cụ Khánh đang ở Sài Gòn. Sở dĩ công việc có kết quả mau chóng và lớn lao như vậy là vì một biến động xảy ra trong gia đình cụ Nguyễn Thiện Đạo. Ấy là cụ cố thân sinh cụ Nguyễn Thiện Đạo qua đời sau khi cụ Nguyễn Thiện Đạo tin Chúa 2 tuần lễ. Chiều Chủ nhật hôm đó, trong chương trình thăm viếng thường lệ, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong nhà cụ rất đông người, lại có các nhà sư đang tụng kinh và đang có quan tài đặt giữa nhà. Cụ Nguyễn Thiện Đạo chạy ra tiếp chúng tôi và cho biết cụ cố qua đời trưa thứ sáu. Cụ chưa biết thể lễ hội thánh ra sao. Cụ định cất đám chiều nay theo thể lễ cũ, có họ hàng làng xóm đưa đón và các sư sãi tụng kinh. Sau khi thay mặt hội thánh có lời chia buồn cùng gia đình, tôi xin phép ra tang cùng quý mục sư được nói vài lời. Một người đồng ý, tôi liền tiến đến cạnh bàn thờ trước mặt các vị sư ngồi tụng kinh để giảng một bài giảng ngắn. Tôi dùng La Mã chương 6 câu 10 và câu 11 lấy 3 chữ Ngài đã chết làm mục đề nhằm giải bày cho tang gia cùng mọi người đến dự về ý nghĩa sự chết của Chúa Giêsu. Ngài đã chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Cụ cố đời đã chết, chúng ta mỗi người rồi đây cũng chịu chung một hoàn cảnh như cụ, không ai có thể thoát khỏi. Tôi lại khuyên tất cả mọi người hiện diện hôm nay, hãy kể mình như chết đối với tội lỗi bởi đức tin. Tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời hằng sống. Hãy vứt bỏ tội lỗi để sống một đời sống xứng đáng với mệnh lệnh và dạy dỗ của Ngài. Sau bài giảng, mọi người lo đưa đám nên không ai tin Chúa. Nhưng những ngày kế tiếp có nhiều người lần lượt đến với Ngài. Khi đã có nhiều người trong vùng tin nhận Chúa thì ngôi nhà của Nguyễn Thiện Đạo trở nên nhà giảng đầu tiên của huyện Gia Lâm. Nhưng đó cũng chính là khởi điểm của phong trào bắt bớ đạo Chúa. Số là sau cách mạng chống Pháp do cụ Nguyễn Thái Học lãnh đạo bùng nổ, nhà cầm quyền lúc bấy giờ trở nên dè dặt nghi ngờ, nhất là đối với những cuộc hội họp ban đêm. Trong khi đó tất cả tín đồ đều hăng say phục vụ Chúa nên các buổi nhóm ngày càng đông. Dân làng lời ra tin vào thâu đến tai huyện đường, rồi đến ông sứ tỉnh Bắc Ninh. Chính quyền địa phương muốn ngăn cản việc giảng đạo tại làng Gia Thượng bằng cách áp dụng sắc lệnh của toàn quyền Đông Dương ký vào thượng tuần tháng 11 năm 1915. Sắc lệnh này nhằm mục đích cấm các hội truyền giáo hoạt động giữa các người bản xứ. Người trực tiếp thi hành lệnh cấm đó tại làng Gia Thượng không ai ngoài ông lý trưởng. Vì ông lý trưởng đã cầu nguyện tin Chúa rồi, nên chúng tôi cứ tổ chức giảng chiều Chủ nhật và tối thứ năm như thường. Một tối nọ, tôi giảng tại một nhà gần ông lý trưởng, có rất nhiều người đến tham dự, đông hơn thường lệ. Khi nghe giảng xong, tôi bỗng nghe có tiếng tù và thổi, và tiếp theo đó có tiếng mõ.
và tiếng trống. Tôi đang nghĩ không biết chuyện gì thì có bốn người cầm gậy và dây đến nói với tôi: "Ông Lý mời ông lên trên điếm, tức điếm canh." Đến nơi, tôi thấy có rất đông người tề tựu. Có người cầm gậy và dây đứng vòng tròn. Ông Lý trưởng đang ngồi trên bộ ván giữa. Tôi đi thẳng vào chào ông và hỏi: "Sao tối nay ông không đi nhóm thờ Phượng Chúa?" Ông ngồi yên không trả lời. Tôi ngồi trên ván đối diện với ông. Dù ông không mời tôi ngồi, ông Lý có vẻ tức lắm nên hỏi tôi: "Ông là ai?" Tôi trả lời: "Tôi là mục sư Tin Lành ở Hà Nội và là bạn ông Lý Phát." Ông Lý có vẻ càng tức hơn nên hỏi vặn tôi: "Ông có biết lệnh quan tổng đốc và quan công sứ cấm không được giảng đạo ở làng không?" Tôi không muốn ông Lý tức nên trả lời ôn tồn: "Tôi có nghe, nhưng lệnh đó không cấm tôi." Ông ngạc nhiên: "Sao vậy?" Tôi giải thích cho ông rõ: "Lệnh đó chỉ cấm người ngoại quốc và dân bảo hộ, chớ không cấm dân thuộc địa Pháp. Mà tôi là dân thuộc địa Pháp." Tôi đưa cho ông xem giấy thông hành của tôi, sinh trưởng tại Turin, Đà Nẵng. Turin lúc bây giờ là nhượng địa của Pháp. Terry Concession, France, Caix. Như vậy, tôi là dân thuộc địa, chứ không phải là dân bảo hộ. Protectorate, Protectorate. Do đó, giấy thông hành của tôi được hưởng quy chế hành chính rộng rãi hơn, không quá lệ thuộc vào triều đình Huế. Đây là lần thứ nhất, như Phaolô ngày xưa, tôi dùng quyền công dân của mình để phủ nhận cách thức thi hành luật lệ của ông Lý trưởng và làng gia thượng. Ông Lý không biết làm cách nào khác hơn, nên nói: "Vậy ông phải về Hà Nội, chứ không được ở đây." Rồi quay sang dân làng, ông ra lệnh: "Anh em đưa ông ra khỏi làng đi." Lúc đó hơn 10 giờ đêm, tôi đứng dậy, bắt tay ông Lý và nói: "Rất cảm ơn ông. Bây giờ tôi về, từ năm sau tôi đến giảng, mời ông đi nhóm." Tối đó các cụ già và một số anh em tín đồ cùng đi Hà Nội với tôi, sáng hôm sau mới trở về làng. Trước khi đi ngủ, tất cả chúng tôi đều nhóm lại để cầu nguyện cho ông Lý Phát và những người nghe giảng. Như thường lệ, thứ năm sau chúng tôi trở lại làng gia thượng để giảng. Không ai ra mặt bắt bớ, nhưng họ ngầm ngăn trở không cho đồng bào đến nghe. Nhưng thói thường, hễ cái gì cấm đoán thì người ta lại càng thích, nên đồng bào lén lút đến nhóm nghe càng đông hơn. Lúc bây giờ không biết nghĩ sao, nhà cầm quyền lại khuyên chúng tôi nên giảng chỗ nào đã có tín đồ và giảng nơi có nhà riêng, chứ không được mỗi tuần giảng một chỗ khác. Do đó chúng tôi phải cất một cái nhà riêng trong vườn của Nguyễn Thiện Đạo. Để mỗi chiều Chủ nhật chúng tôi đến giảng và tổ chức buổi nhóm cầu nguyện. Nhưng mỗi lần như vậy đều có lính khố xanh do người Pháp điều khiển phải đến coi chừng. Sự kiện đó đã được khiến cho dân làng ở trong vùng lân cận e ngại không dám đến nghe giảng nữa. Một buổi chiều Chủ nhật nọ, không biết các mật báo viên báo cáo với quan trên thế nào mà lính khố xanh đến rất đông. Dân làng cầm dây và cầm gậy đến vây nhà giảng. Chúng tôi nghe họ sầm sì với nhau là ông đồn trưởng người Pháp từ Bắc Ninh đã đến, nhưng không biết ai cho ông giáo sĩ Kaman hay, nên ông từ Hà Nội chạy đến bảo tôi để tôi giảng hôm nay. Khi giáo sĩ Kaman đang giảng, tín đồ chăm chú nghe, thì dân làng và lính quốc xanh vây quanh nhà giảng, còn ông đồn trưởng người Pháp thì đến đứng ngay giữa cửa ra vào. Khi giảng xong, chúng tôi đến chào ông thì hỏi: "Số người ngồi trong nhà giảng hết thảy là tín đồ phải không?" Chúng tôi trả lời phải. Ông lại hỏi: "Những người đứng quanh nhà giảng có phải là tín đồ không?" Chúng tôi trả lời: "Không." Ông quay ra bảo họ: "Không phải là tín đồ thì đi chỗ khác, về nhà, đứng đây làm gì?" Tức thì những cô xanh dồn lại một góc, dân chúng cầm gậy và dây ra về. Ông Lý Phát đứng gần ông đồn trưởng về mặt tư lự. Tôi nhận thấy anh đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nên tôi bước vào nhà giảng để tỏ mình là tín đồ, thì sợ làng, sợ dân, sợ con huyện cất chức. Ông nhìn tôi và khi nghe đồn trưởng người phát ra lệnh ai là tín đồ vào nhà giảng, còn ai không phải thì về, ông bước ra đi luôn. Tôi buồn rầu nghĩ đến chuyện người cha trẻ chép trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 22: "Khi người cha trẻ nghe xong lời này thì đi, vì chàng có nhiều của cải lắm." Hai người này tuy có cùng một trường hợp nhưng nguyên nhân khác nhau: một người vì của cải, một người vì quyền lợi. B. Lối rộng vùng hoạt động. Sau đó ít lâu, hội thánh muốn một căn nhà tại phố Gia Lâm để cho việc giảng Tin Lành được phổ biến rộng rãi hơn và anh em tín đồ trong vùng lân cận giao thông với nhau cũng dễ dàng hơn. Hai cụ Nguyễn Thiện Đạo và cụ Lê Văn Khánh phụ trách thăm viếng và chứng đạo,
mỗi tuần chúng tôi giảng 2 lần. Ít lâu sau, ban trị sự bổ sung ông bà mục sư Nguyễn Thiện Sĩ làm mục sư cho hội thánh này một thời gian. Bấy giờ Chúa biết công việc ở Hà Nội cần được phải phát triển hơn nữa, nên Ngài chuẩn bị đưa bà H.H. Dixon đến. Lúc đầu, hội truyền giáo bởi bà H.H. Dixon sang Việt Nam làm giáo sư các giáo sĩ ở Đà Lạt, được viết Đức Thánh Linh nhen lại ngọn lửa ở giữa đống tro tàn miền Bắc lên và ra thăm hội thánh Hà Nội. Khi đến nơi, bà bỗng cảm động và tình nguyện ở lại giúp đỡ chúng tôi phục vụ Chúa 5 lần 7 lượt, và hết viết thư cho hội truyền giáo ở Đông Dương, lại viết cho văn phòng hội truyền giáo ở New York. Ban trị sự phải chấp thuận theo ý Chúa vì bà quyết ở ly tại Hà Nội và không về Đà Lạt nữa. Từ đó, cái nò sưởi của hội thánh Hà Nội giờ cầu nguyện như được tăng thêm củi. Ân Chúa gia tăng gấp bội, không những đủ sức ấm cho Hà Nội mà còn có thể lan ra khắp các tỉnh miền Bắc nữa. Mùa thu năm 1929, bà H.H. Dixon khởi sự lo tài chính để mở các nhà giảng nhánh tại Hà Nội, thuê một nhà giảng mới ở phố Rút Đe Huế, gần nhà Diêm nằm ở phía nam thành phố, một nhà hàng than ở phía bắc, một nhà ở phố Ô Cầu Giấy phía tây, và mở một phòng đọc sách tại nhà tín đồ cạnh bờ sông phía đông Hà Nội. Rồi bà lại mở nhà giảng ở khắp các phố Khuân Thiên, khu phố ăn chơi nhất Hà Thành, nằm về phía tây nam Hà Nội, và một nhà giảng ở giữa phố Hàng Bột cũng thuộc về vùng này. Như vậy, chúng tôi có cả thầy một nhà thờ, 8 nhà giảng và 2 phòng đọc sách. Tại địa điểm trên đây, mỗi tuần phải mở cửa nhà giảng 2 lần và 1 lần cầu nguyện. Như vậy, trung bình mỗi tuần chúng tôi có cả thầy 9 x 3 bằng 27, 27 buổi nhóm. Công việc thật bề bộn mà chúng tôi chỉ có 2 người, bà H.H. Dixon và tôi, nên phải nhờ ban chứng đạo và những người làm việc trong nhà in phụ giúp. Về sau, hội thánh bổ nhiệm ông truyền đạo Đặng Đức Thụ đi Huế. Chúng tôi nhờ cụ Lê Văn Cúc phụ trách phố Hàng Than, cụ Lê Văn Khánh ở Khâm Thiên, cụ Đỗ Như Bảo ở Cầu Giấy một thời gian. Rồi tôi và bà H.H. Dixon thì đi giảng mỗi đêm. Có đêm phải giảng 2 chỗ, chỗ này từ 7 đến 7 giờ rưỡi, nơi khác thì 8 giờ đến 8 giờ rưỡi. Vì thời gian eo hẹp nên bài giảng chúng tôi chỉ 20 đến 25 phút. Hột giống tin lành được gieo ra khắp thành phố, đến các vùng ngoại ô hẻo lánh như Gia Lâm, Bạch Mai, Ô Cầu Giấy, Ô Yên Phụ, Thái Hà ấp, Ô Cầu Điền và Hà Nông, nơi đều có hạt giống tin lành và có nhiều người trở lại tin nhận Chúa. Nhà thờ Hà Nội ở góc đường Phạm Phú Thứ, ngõ Trạm Mới, bầu rét cũ, không còn thích hợp với tình trạng mới của hội thánh. Mỗi chủ nhật, tín đồ đến nhóm đông đảo, đến nỗi không còn chỗ đứng. Chúng tôi đề nghị nới rộng nhà thờ, mọi người đều hưởng ứng vui vẻ. Chúng tôi quyết định mở sổ liên lạc và đồng thời khởi sự bắt tay vào việc bằng cách đập phá bức tường phía sau chỗ đứng giảng, làm một ngôi nhà mới bề rộng khoảng 7 thước, bề dài 10 thước. Thành thử nhà thờ lúc bấy giờ có hình thập tự giá rất đẹp, phần dưới 6 thước nhân 10 thước, phần trên 7 thước nhân 10 thước. Đây là phần nới rộng đầu tiên. Khi công việc hoàn tất, cụ mục sư Hoàng Trọng Thừa viết thư chúc mừng. Trong thư cụ nhắc lại lời nói của tôi trong ngày tôi thụ phong mục sư tại Hà Nội ngày 28 tháng 11 năm 1928. Số là sau lễ phong chức, ban hội đồng còn đang đứng trong nhà thờ nói chuyện thì có một người hỏi tôi: "Nhà thờ đẹp quá, có thêm tín đồ thì ông tân mục sư nghĩ sao?" Tôi trả lời: "Nới rộng nhà thờ." Cụ Thừa nhắc lại câu nói ấy và tiếp: "Chúa đã làm thành sự ước vọng của ông." Trong thời gian ấy, cụ mục sư Nguyễn Xuân Diệm đến hầu việc Chúa tại làng Tự Nhiên, phố Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Đến mùa đông năm 1929, cụ đi Nam Định để thuê một căn nhà ở phố Hàng Đồng để làm nhà giảng vì có một số người mới tin Chúa. Những người này tiếp nhận chân lý một phần do người bán sách và làm chứng trên tàu thủy đường Nam Định Hải Phòng, một phần có người nhà là tín đồ lên thúc đẩy họ đến với Chúa, như gia đình một số anh em làm ở Bắc Cổ, thư ký sở Hóa Xa hoặc phán sự tòa sứ Quảng Yên. C nhỏ: phát động phong trào truyền giáo tại Bắc Việt. Vào cuối tháng 6 năm 1929, tôi được đề cử giữ thêm chức vụ phái viên Trung Bắc Hạt. Công việc đã đa đoan, lại còn phải góp thêm nhiều thì giờ với ban trị sự để mở mang các chi hội trong hạt. Tháng 5
năm 1931, Hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 9 nhóm và biểu quyết chia Trung Bắc Hạt ra làm hai hạt vì sự lớn mạnh nhanh chóng của các chi hội. Cách thức phân chia lúc bấy giờ là làm thế nào để hoạt động cho thuận tiện chứ không theo địa dư hành chính, nên tỉnh Thanh Hóa miền Trung lại thuộc phạm vi hoạt động của Bắc Hạt. Tôi, Mục sư Lê Văn Thái, được cử làm chủ nhiệm Bắc Hạt trong kỳ hội đồng. Như chúng ta đã biết, tháng 8 năm 1928, chỉ có hai người Việt Nam được giáo hội bổ chức giảng tin lành cho cả miền Bắc. Nhưng tạ ơn Chúa, từ cuối năm 1929 đến đầu năm 1933, có đến 40 gia đình mục sư truyền đạo được giáo hội sai phái ra Bắc để giao truyền chân lý của tin lành. Kết quả sơ khởi của đoàn người này vào tháng 7 năm 1934 đã khai trình trước Hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 12 nhóm tại Turin là 570 người tin Chúa sau 4 năm hoạt động tích cực. Sự kiện này đương nhiên nói lên ý nghĩa của câu những bàn chân kẻ giao truyền tin lành tốt đẹp biết bao, La Mã chương 16 câu 15. Chúng tôi thật sự được khích lệ trong công tác truyền tin lành. Lúc bấy giờ, sinh lực của hội thánh như tuôn tràn bất tận. Tất cả mọi người đều hăng say phục vụ, kiên nhẫn và tha thiết với công việc nhà ngài. Sau hai khóa hầu việc Chúa tại Hà Nội, và nhất là sau khi nhận lãnh trọng trách của địa hạt, chúng tôi được Chúa ban cho khải tượng mới. Hội thánh Hà Nội lúc bấy giờ đã vững về cả hai phương diện, tự trị và tài chính. Trong khi đó thì tôi nhận thấy đồng bào miền Bắc chẳng khác nào một chủng hài cốt khô, có da, có thịt, có gân, chỉ cần hơi thở nữa là sống. Ezechiel chương 37. Nên tôi tình nguyện về riêng để giảng tin lành cho đồng bào miền Bắc và mở hội thánh mới. Lúc bây giờ ông mục sư Huỳnh Văn Ngà đã được biệt riêng để giảng tin lành cho miền Nam. Được chấp thuận, chúng tôi liền rời Hà Nội để đi Bắc Giang năm 1933. Lúc đầu, chúng tôi thuê một căn nhà ở phố Nghĩa Long, nằm khoảng giữa dinh tổng đốc và dinh công sứ. Khởi sự, chúng tôi giảng bố đạo liên tiếp 2 tuần lễ và mỗi tối. Một số đông đồng bào trong tỉnh và những vùng phụ cận đến dự thính. Trong số đó, có cả mật thám và nhân viên chính quyền. Phòng giảng tin lành tại đây trở nên chỗ thảo luận rất thoải mái về giáo lý, luân lý, tín ngưỡng cùng cách thức thờ phượng của đạo tin lành. Trong dịp này đặc biệt có ký giả Minh Tước viết báo ở Hà Nội. Mỗi lần về thăm gia đình ở phủ Lạng Giang đều ghé với chúng tôi vài ngày. Có lần ông này đã mời nhà văn Nhất Linh đến thăm chúng tôi. Gia đình nhà văn Lê Văn Chương cũng mới về Bắc Giang và ở gần nhà giảng nên thường tới nuôi đàm đạo với chúng tôi luôn. Sau 3 tháng giảng tin lành, kết quả có 72 người tin nhận Chúa. Trong số có 15 người thích xem Kinh Thánh, biết cầu nguyện và khởi sự dâng tiền hầu việc Chúa. Trong đó có ký giả Minh Tước. Lúc bấy giờ một mặt tôi xuất tiến chương trình đi giảng phục hưng và bố đạo, một mặt lo củng cố hội thánh Bắc Giang. Nhận thấy công việc Chúa quá bề bộn nên giáo hội bổ ông Trần Viết Dụ đến Bắc Giang phụ tá cho tôi lo giảng việc dạy và chăm lo phòng sách. Chúng tôi quay sang xúc tiến việc mua đất để cất nhà thờ. Lúc bây giờ cụ Đô Kỳ, thân sinh nhà văn Lê Văn Chương, có một khoảng đất rất tốt, rộng 27 thước và dài 35 thước, nằm dọc theo đường Nghĩa Long, cùng phố với căn nhà lúc đầu thuê để giảng. Vì là chỗ quen biết nên chúng tôi đến điều đình xin mua rất dễ dàng. Cụ bằng lòng bán giá tượng trưng cho hội thánh. Chúng tôi khởi sự xây cất nhà thờ trên khoảng đất mới ấy. Tuy nhiên, trọng tâm của tôi lúc bấy giờ là làm thế nào thực hiện cho kỳ được chương trình khai quật chủng đầy hài cốt. Ezechiel chương 37 câu 1 đến câu 3. Để đem sinh lực thuộc linh đến cho những thân người bất động của miền này,
Thế là tôi hoạch định một chương trình để hoạt động. Chương trình ấy có thể giản lược như sau. Tôi đi liên tiếp suốt 40 tuần lễ để giảng Phục Hưng và Bố Đạo tại 4 tỉnh giáp liền nhau như Hải Phòng, Kiến An, Quảng Yên và Hải Dương. Ban ngày cầu nguyện và giảng cho tín đồ, ban đêm giảng cho người chưa tin Chúa. Tỉnh nào có một hai nhà giảng nhánh thì phân chia thì giờ hoặc nhóm chung lại một chỗ để vừa Phục Hưng vừa Bố Đạo. Sau 4 tuần đi các tỉnh trên đây, tôi trở lại Bắc Giang một tuần, rồi lại đi 4 tuần nữa theo một hướng khác như Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình. Tuần tự như vậy, tôi đến Lạng Sơn, Cao Bằng, Nước Hai, Tiên Yên, rồi trở về Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Bắc Ninh. Công việc tiến hành đều đặn như vậy gần 2 năm thì nhà thờ Bắc Giang cũng vừa xây xong. Ban trị sự Tổng Liên Hội liền bổ nhiệm ông Lưu Văn Mão đến làm mục sư tại đây. Cảm ơn Chúa. Đến cuối mùa hạ năm 1935, tôi được lệnh phải trở về Hà Nội vì hội thánh ở đây có thư mời. Hơn nữa, có nhiều việc phải giải quyết. Đây là lần thứ hai tôi làm mục sư tại Hà Nội. Như vậy, một mình tôi kiêm nhiệm 3 công tác, vừa lo công việc địa hạt, vừa truyền giáo lưu hành, vừa làm mục sư hội thánh Hà Nội. Chờ khi tình hình hội thánh được ổn định, tôi lại tiếp tục xúc tiến chương trình đã được khải tượng, chúng đầy hải cốt khô. Kiểm điểm lại quá trình sau mấy năm hoạt động truyền đạo lưu hành, tôi nhận thấy Chúa đã ban ơn rất nhiều. Từ Hà Nội, theo đường Gia Lâm, Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An đến Quảng Yên, giáp biển đều có nhà giảng và tín đồ ở rải rác. Nếu theo hướng Bắc Ninh, Đắp Cầu, Bắc Giang, Đồng Mô, Lạng Sơn, Cao Bằng, lên đến Nước Hai, tiếp giáp Trung Hoa thì cũng gặp nhà giảng và những người tin Chúa. Còn từ Hà Nội theo quốc lộ vào Nam, qua Thường Tín, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa đến Bái Thượng, tiếp giáp dãy Hoành Sơn, đều có nhà thờ và tín đồ. Giảng đường mọc lên như nấm, dọc theo đường Cầu Giấy, đền Voi Phục, Sơn Tây, Hưng Hóa. Từ Hà Nội đi Chùa Hương thì có nhà giảng ở Hà Đông, Chợ Bờ, Sơn Na và Lai Châu. Chỉ còn lại con đường rẽ từ cầu Sông Đuống qua Yên Viên, Đông Anh qua Nội Duệ, Cổ Loa Thành đến Phúc Yên, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Cha Pha là chưa có nhà giảng và chưa có người tin Chúa. Ngoại trừ 3 người ở làng Nội Duệ làm việc tại Gia Lâm và ngôi nhà của bà H.H. Ni Sơn dùng làm nhà giảng cho người Mèo ở Cha Pa. Ngày nọ, chúng tôi tìm dịp đến thăm mấy anh em trong làng Nội Duệ, rồi sau đó lên thẳng Yên Bái thuê nhà để giảng. Nhìn thành phố Yên Bái, tôi bỗng nhớ lại những chiến tích oai hùng của thời cách mạng năm 1930. Yên Bái đã đi vào lịch sử, Yên Bái đã đi vào lòng người với những cảm tình rất đậm, không bao giờ phai. Khi xe nửa về đến Đông Anh, nhìn về hướng Tây, tôi bỗng thấy một gò đất cao nổi lên giữa cánh đồng bao la bát ngát. Đó là nền của thành Cổ Loa ngày xưa. Nhìn những di tích lịch sử, tôi bỗng nhớ lại cảnh tượng điêu tàn của Đế Thiên Đế Thích. Cảnh tượng mà Chúa đã cảm động lòng tôi, bắt buộc tôi phải đi Hà Nội để truyền sự sống cho những bộ xương khô trong chủng hải cốt. Lịch sử trở về với tôi bằng những hình ảnh hào hùng, kích thích từng tế bào trong mạch máu. Đất nước tôi, dân tộc tôi, loài giống tôi sung sướng sống trong miền kiêu hãnh đó. Nhưng linh hồn tôi không thể lìa xa con đường dẫn đến Golgotha, con đường thập tự giá, con đường của sự chết để được sống. Tôi thích bài ca của mục sư Tống Thượng Tiết: vị bác sĩ bằng lòng vứt bỏ tất cả những mảng bằng để theo Chúa Giêsu. Bài đoạn ca nhưng có đủ năng lực để thúc đẩy tôi tiến trên con đường mà tôi đang đi. Đông hư không, Tây hư không, Nam hư không, Bắc hư không, thay thảy luống hư không, chỉ linh công còn hoài. Đến giữa năm 1935-36, bỗng nổi lên một phong trào sôi động, mệnh danh là phong trào Phục Hưng miền Bắc.
Nơi đây xảy ra biến cố nằm giữa hai tỉnh Hà Đông và Sơn Tây, ngay chỗ có dòng nước xoáy của con sông Hát, tức sông Hát Giang. Tục truyền rằng hai bà Trưng đã tự ở đó, gần đấy là làng Hát Môn. Giữa làng có một nhà giảng tin lành với 6-7 gia đình tín đồ. Thỉnh thoảng họ đi Hà Nội hoặc Sơn Tây để nhóm. Làng này ở vùng ngoại đê nên không có gì đảm bảo đối với mực độ nước lên xuống bất thường tại miền Bắc. Cho nên mùa nước này thấy cả một làng trù mặt đó, thì mùa nước sau có lẽ sẽ biến thành ruộng dâu cổn bắp cũng nên. Vì thế dân làng luôn luôn sống trong phập phồng lo sợ. Phần đông là những người dân cần cù, lam lũ nên rất dễ bị lợi dụng, lừa bịp. Nhận thấy trong đó những làng Thọ Lão, Thượng Mỗ và Hạ Mỗ có người tin Chúa khá đông, nên một số người ở làng lân cận tự động đứng lên tổ chức dựng rạp, treo cờ, bày hương án rồi đi mời giáo sĩ W. A. Fruet ở Hà Nội đến giảng. Trong vòng 3 tháng, họ đưa ra một bản danh sách hơn 300 người cầu nguyện tin Chúa. Có điều mờ ám là không hiểu họ lợi dụng hoặc tuyên truyền cách nào mà mỗi người dân trong hạn tuổi đóng thuế đều nộp cho họ 2 đồng để nhờ đóng hộ. Lúc bấy giờ, chính quyền thu thuế thân mỗi người 2 đồng 3 cắt thay vì 2 đồng, nên dân chúng được lời 3 cắt lại khỏi phải đến làng xã mất công, nên họ sốt sắng nộp tiền, không cần suy nghĩ thiệt hơn gì cả. Thu tiền xong, thay vì đem đóng thuế cho chính quyền theo luật định, những tay hoạt đầu tôn giáo này lươn nẹo với nhau bằng cách đến nhờ giáo sĩ can thiệp với viên công sứ Pháp xin miễn thuế cho tín đồ với lý do nước dâng cao, hoa màu bị thiệt hại. Ông Đỗ Phương lúc bấy giờ là truyền đạo ở Sơn Tây, rất vất vả về vụ này. Hay tin, tôi đã về nhiều lần, một mặt khuyên giải anh em, mặt khác tuyên bố công nhận bản danh sách tín đồ do họ đưa ra. Tôi xin mỗi người hãy tin nhận Chúa cách cá nhân. Nếu ai thật sự biết mình có tội và bằng lòng lìa bỏ tội bởi tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa và thờ phượng Đức Chúa Trời, thì tôi cầu nguyện cho và biên tên vào danh sách mới. Còn việc đóng thuế, chúng tôi không thể lo. Nhưng mỗi người tự lo lấy bằng cách đóng thẳng cho chính quyền. Sau khi nghe chúng tôi giải thích rõ ràng, những người đã lỡ đưa tiền liền đi tìm những kẻ kia để đòi lại. Không ăn được tiền, lại còn bị bẽ mặt, những người này đâm ra tức. Do đó, lập mưu để giết tôi bằng cách cho người đón tôi trên đê. Họ biết chắc mỗi tháng tôi đều về thăm và giảng trong vùng đó. Hơn nữa, họ còn biết rõ chương trình từng giờ của tôi, nên tổ chức ám sát không có gì khó khăn cả. 6 giờ chiều hôm đó, tôi giảng ở Thọ Lão đến 7 giờ rưỡi. Ông Đỗ Phương và tôi định sẽ dùng xe đạp để đến Hạ Mỗ, Khánh Thành phòng giảng tại nhà một ông Nguyên Chánh Tổng. Nhưng khi giảng gần xong thì một cơn mưa to ào trút xuống. Chúng tôi đợi 1 giờ rưỡi, 2 giờ đồng hồ, mãi đến 9 giờ tối mà trời vẫn còn mưa lớn. Vì đã hứa với cụ Chánh Tổng ở Hạ Mỗ nên chúng tôi quyết định phải đi. Nhưng thay vì đi xe đạp theo đường đê, chúng tôi lại vác xe lội băng đồng từ Thọ Não đến Hạ Mô. Ông Phương đi trước tôi, đi sau té tới, té nuôi, bì bõm giữa mưa và nước. Nhưng chúng tôi không chán nản, trái lại lòng cảm thấy rất hân hoan, nên chúng tôi vừa bước đi vừa hát. Đi từng bước, bước thẳng đi, có Chúa nữa không can chi. Mãi tới 10 giờ đêm, chúng tôi mới đến nhà ông Chánh Tổng. Nghe tiếng chúng tôi, mọi người trong nhà đều chạy ra ôm lấy chúng tôi với nét mặt sợ hãi, hỏi chúng tôi đi bằng cách nào. Nhìn thái độ mọi người, tôi rất ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cụ Chánh Tổng liền thuật lại âm mưu của bọn người giáp tâm ám sát tôi. Họ đã cho nhiều người mai phục với đầy đủ giáo mác trên đường đê từ Thọ Lão đến Hạ Mỗ, chỗ phía dưới điếm canh một chút. Tôi hỏi sao cụ biết, thì cụ nói các cháu định đến Thọ Lão để nhóm. Khi đi qua điếm canh, chúng tôi thấy nhiều người núp sẵn sau điếm canh giáo mác hẳn hoi, bảo là chờ mục sư Lê Văn Thái đi qua thì ra tay. Sắp nhỏ, chúng tôi hỏi dân làng, họ cũng cho biết như vậy.
Nghe xong câu chuyện, chúng tôi thật cảm ơn Chúa vì đã cho cơn mưa để bảo vệ đầy tớ Ngài. Dù kết quả tại các nhà giảng nhánh trong thành phố rất khiêm nhường, nhưng cũng để khiến cho các buổi nhóm Chủ nhật tại nhà thờ Hà Nội diễn lại cảnh trạng của năm 1930, nghĩa là tín đồ không có đủ chỗ đứng. Chúng tôi bèn đề cập đến việc nới rộng nhà thờ lần thứ hai năm 1935. Các con cái của Chúa ủng hộ nhiệt liệt, nhất là anh em trong ban chứng đạo. Chúng tôi liền xúc tiến công việc theo đề án đã được dự liệu. Cho đến năm 1936, nhà thờ mới hoàn thành. Hai bức tường trước được phá bỏ, đưa ra mỗi bên 2 thước, thành ra bề rộng 10 thước. Trong khi đó thì bề sâu cũng tăng thêm 7 thước. Như vậy, sau 2 lần nới rộng, nhà thờ Hà Nội có kích thước mới rộng 10 thước, sâu 24 thước và một tháp chuông. Dưới tháp chuông là một phòng sách cửa mở ra đường ngõ Trạm Mới và Hà Trung. Nhà thờ đó cho đến ngày nay vẫn còn nguyên vẹn giữa lòng thành phố theo thánh ý của Chúa, dường như cho phép dừng lại để rồi tiến lên mạnh hơn. Trong khi công việc đang tiến hành hết sức tốt đẹp thì tôi bị bệnh đau phổi rất nặng. Sau khi chiếu điện, bác sĩ Patterson bảo tôi phải nghỉ việc ngay. Ông nói riêng với giáo sĩ Kaman là tôi sẽ qua đời trong 3 tháng. Thật là một bất ngờ riêng cho chúng tôi và cũng là một sự thử thách chung cho cả địa hạt. Hội thánh một mặt cầu nguyện đặc biệt xin Chúa chữa bệnh phổi cho tôi, một mặt sắp đặt cho chúng tôi đi nghỉ mát 1 tháng ở biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ra đến nơi, nhà cửa rất khó tìm nên chúng tôi thuê một chỗ ở trong căn nhà của đồng bào chài lưới dùng để vá lưới. Căn nhà đó ở ngay bờ biển. Đêm đầu tiên tại một nơi vắng vẻ, chỉ có vợ chồng chúng tôi và cháu Hồng Ân, chúng tôi thắp đèn sáp để cầu nguyện và đọc Thi Thiên 31. Tôi ghi nhận câu David nói để an ủi mình: kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa, Chúa giấu tại nơi ẩn bí. Ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người, Chúa che khuất họ trong một cái lều, cách xa sự tranh giành của lưỡi. Chúng tôi yên lặng nhờ cậy Chúa, mỗi ngày cầu nguyện, đọc kinh thánh, ăn uống và đi tắm biển. Sau 3 tuần lễ, tôi trở về thăm Hà Nội và nhờ bác sĩ khám lại. Sau khi chiếu điện, ông tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tôi: có uống thuốc gì không? Có đi bác sĩ nào không? Tôi trả lời: không. Ông bảo như vậy là một phép lạ, vì 2 lỗ thủng trong phổi tôi bắt đầu liền lại. Ông chụp hình, rồi sau đó lấy tấm hình trước và sau đưa lên chỉ cho chúng tôi chỗ đau và chỗ lành. Tạ ơn Chúa, tôi trở lại Sầm Sơn nghỉ 2 tuần nữa rồi về Hà Nội khám bệnh và chiếu điện lại. Lần này bác sĩ la lên là bệnh tôi lành hẳn rồi. Tốt lắm. Lòng tôi hết sức vui thỏa và biết rằng không việc gì Giê-xu không làm được. Không có ai như Ngài. Tôi xin in lại bức hình sau đây để minh xác quyền năng chữa bệnh của Chúa. Bởi ơn Chúa, công việc địa hạt về một khía cạnh đã tiến bộ rất nhiều, tuy nhiên chưa phải là thỏa mãn. Hội thánh cần phải được cải thiện một cách hữu hiệu hơn về cả 2 phương diện thuộc linh và tổ chức. Bởi đó chúng tôi khởi sự bắt tay vào việc bằng cách thăm viếng, giảng phục hưng, bố đạo, khích lệ các mục sư truyền đạo, ráng sức khuyên nhủ tín đồ đọc kinh thánh và củng cố nền tự trị tự lập cho hội thánh. Câu kinh thánh: chúng nó sống và đứng dậy trên chân mình, Ê-xê-chiên chương 37 câu 10, trở thành câu kinh nhật tụng trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, muốn xúc tiến chương trình này một cách hữu hiệu, chủ nhiệm cần phải có thì giờ, nên năm 1939 Hội Thánh Hà Nội mời ông Trần Văn Đệ làm phó mục sư để đảm trách công việc thường xuyên của Hội Thánh. Từ đó chương trình Hội Thánh Hà Nội và chương trình của địa hạt đều được Chúa ban phước. Năm 1940, chủ nhiệm chính thức ra riêng để có đủ thì giờ lo cho địa hạt. Hội Thánh Hà Nội mời ông Trần Văn Đệ làm mục sư. Công việc Chúa đang tiến hành tốt đẹp thì bỗng nhiên sức khỏe tôi lại sút hẳn đi. Bác sĩ khuyên tôi cần phải nghỉ ngơi để bồi dưỡng. Sau thời gian cầu nguyện, thăm hỏi ý Chúa, chúng tôi quyết định
cứ lo công việc địa hạt và giảng lưu hành, nhưng dọn nhà vào Thanh Hóa năm 1941 để gần với bãi biển Sầm Sơn. Hầu tôi vừa làm việc vừa có thì giờ ôn lại bài học năm 1937 nhờ quyền năng của Chúa trừ diệt bệnh phổi trong tôi. Chương trình này đẹp ý Chúa nên công việc địa hạt được phước nhiều và chúng tôi cũng nhận được nhiều ơn như lời sứ đồ Răng nói với Gai Út: hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật và về cách anh làm theo lẽ thật thế nào. Trong thời gian này, việc giảng tin lành phát triển mạnh về các vùng quê như làng Hoành Nha, Hoàng Nhị, tỉnh Nam Định, làng Khả Cảnh, tỉnh Thái Bình, làng Hoàng Dương, tỉnh Hà Nam, làng Đồng Yên, tỉnh Hưng Yên, làng Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, làng Thượng Trang, tỉnh Kiến An, làng Thọ Lão, Thượng Mỗ, tỉnh Hà Đông và Xuân Tây. Năm 1941 đến 42, quân đội Nhật từ Trung Hoa tràn qua chiếm Lạng Sơn nên có nhiều biến chuyển xảy ra. Hội thánh cần sự có mặt của tôi ở Hà Nội. Chúng tôi vâng lời thu xếp hành lý lên đường. Một lần nữa, trong tinh thần của Abraham, chúng tôi đi mà không biết mình đi đâu. E nhỏ, đảm nhận chức vụ hội trưởng Tổng Liên hội. Ngày 19 tháng 8 năm 1942, Hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 19 nhóm tại Đà Nẵng, tôi được đắc cử giữ chức vụ hội trưởng Tổng Liên hội kiêm cả chức vụ chủ nhiệm Bắc Hạt. Tôi sợ không dám nhận vì cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề. Chỉ lo cho một hạt cũng là đuối sức rồi. Nay gánh cả công việc Tổng Liên hội thì làm thế nào kham nổi. Chức vụ hội trưởng lúc bấy giờ phải trách nhiệm cả Đông Dương, gồm có Lam, Trung, Bắc, Cao Miên và Ai Lao. Tôi hết sức từ nan, nhưng hội đồng khuyên tôi nên nhận chức vụ một năm vì mục sư Lê Đình Tươi, đương kiêm hội trưởng, đang thọ trọng bệnh. Không thể làm cách nào khác hơn, tôi phải đứng ra gánh vác công việc nương cậy ơn và quyền của Chúa. Sau khi cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ, tôi đọc được những lời an ủi này: người nào để chính mình nương tựa nơi Ngài, Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên và trọn vẹn. Sau khi hội đồng bế mạc, tôi bắt tay ngay vào công việc Tổng Liên hội. Trong lúc ngồi trong phòng chờ nhân viên ban trị sự đến họp, tôi giở kinh thánh và đọc những lời khích lệ đầy quý báu: đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Chớ khinh kiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Ê-sai chương 41 câu 10. Linh hồn tôi như đượm nhuần sức mới. Tôi cúi đầu thầm nguyện: lạy Chúa, vì danh vinh hiển của Ngài và vì cơ hội thánh mà Ngài đã mua chuộc bằng huyết, xin giúp con, nâng đỡ con, hướng dẫn con như lời Ngài đã hứa với dân Israel và chọn Gia-cốp vào công việc thuộc về hậu tự Ngài. Bởi đức tin, con vâng lời Chúa dạy và chỉ nương nơi Ngài. Xin Chúa ban ơn và quyền của Ngài trên con để con làm trọn công việc lớn và khó mà hội thánh đang chờ